Ngày xưa, có vợ chồng nhà phú hộ nọ sinh được 5 người con gái. Nhà giàu nhưng lại không có con trai, nên bao nhiêu tình thương họ đều dồn vào những cô con gái. Lần lượt 5 cô lớn lên, ai nấy đều lập gia đình và đi ở riêng. Vì các cô lấy chồng xa, nên hai ông bà phú hộ cảm thấy nhớ con quá. Một hôm, bà bảo chồng: "Sắp tới, ông chịu khó trông nhà cửa cho tôi đi thăm chúng một lượt. Sau đó, tôi lại về trông để ông đi." "Phải đó," ông đáp, "nhưng bà phải đi nhanh nhanh lên mới được, đừng bắt tôi đợi lâu." "Không được đâu, tôi tính ở lại với các con, đứa nào ít nhất cũng 1 tháng, 5 đứa vị chi là 5 tháng, còn đi đường cũng độ vài 30 ngày, như vậy cũng mất ngót nửa năm rồi ông ạ." "Thôi được, thế thì bà nó đi đi, bà nhớ đừng để cho đứa nào quấn quýt quá, rồi ăn dầm nằm về ở đó, làm cho tôi mỏi mòn trông đợi." Rồi người vợ cùng con hầu ra đi. Nhưng chỉ được vài tháng đã thấy bà trở về vẻ mặt buồn xo. Thấy thế, ông liền hỏi dồn: "Cần cớ làm sao mà bà về nhanh như vậy? Có gặp điều gì khó khăn dọc đường hay không mà vẻ mặt bà không được vui?" Bà phú hộ đáp: "Chẳng có gì hết, tôi vẫn bình yên, chúng nó đều mạnh khỏe cả. Tôi về sớm là vì tôi muốn ông khỏi trông, ông cứ đi một lần cho biết." Thấy vợ nói úp úp mở mở, ông phú hộ chẳng hiểu gì, nên cuối cùng cũng sắm sửa hành lý ra đi. Ông ghé thăm nhà người con gái thứ nhất, chàng rể tiếp đón niềm nở làm ông hài lòng. Nhưng con gái ông lại không được như thế, nó chỉ chuyện trò giả lả được đôi câu rồi quay vào công việc của nó. Đến khi chồng nó ra đồng trông coi thợ cày cấy thì con gái ông lúi húi lo việc bếp núc, cha con chẳng có dịp chuyện trò. Mãi đến gần trưa, ông cảm thấy bụng đói cồn cào, định bảo nó dọn cho mình ăn trước như khi còn ở nhà, nhưng rồi lại nghĩ thầm: "Để xem nó đối đãi với cha nó ra sao cho biết." Ông thấy con gái chờ chồng về mới dọn cơm ra. Chàng rể của ông lúc ấy tuy đã về rồi mà vẫn còn bận một số công việc, nên ông phải đợi tiếp. Đến khi thấy quá trưa, con gái ông mới gọi chồng: "Mình ơi, hãy để đó vào ăn cơm đi, cho ông già ăn với." Nghe con gái nói thế, ông cảm thấy không được vui. Chiều hôm ấy và liên tiếp những ngày sau cũng vậy. Ông nghiệm ra rằng con gái ông chăm sóc cho chồng nó chứ không phải cho ông. Thì ra bây giờ nó coi cha nó chẳng ra cái quái gì. Nếu chồng nó không ăn thì có lẽ mình cũng phải ngồi nhịn đói. Ở chơi được ít ngày, thấy con gái không được vồn vã đầm thắm như xưa, ông liền từ giã vợ chồng nó mà đi đến nhà đứa khác xem sao. Lần này vừa đi, ông vừa lẩm bẩm: "Chắc thế nào những đứa sau cũng phải khác chứ. Chẳng lẽ đứa nào cũng như vậy cả sao? Vợ chồng ta trông cậy chúng nó, rồi đây sẽ chia nhau về phụng dưỡng một khi bố mẹ tuổi già kia mà." Nhưng khi đến nơi, ông thấy đứa thứ hai cũng chẳng khác gì đứa đầu. Nghe bố đến thăm cũng tiếp đãi, gọi lại cho tròn bổn phận, rồi lại loay hoay vào công việc nhà chồng, bỏ mặc ông chẳng chút quan tâm. Lần lượt ông đi thăm đủ 5 cô con gái yêu quý, nhưng chẳng đứa nào là không say mê với công việc của nó, chẳng đứa nào quan tâm chăm sóc đến ông như lúc còn ở nhà. Sau cùng ông chép miệng: "Vậy là con gái một khi bước về nhà chồng thì chẳng còn là con mình nữa, nó xem chồng trọng hơn bố mẹ nó nhiều." Nghĩ vậy,
nên ông quầy quả trở về. Ông tính lại thời gian thăm con, cả đi lẫn về còn ngắn hơn cả bà. Khi về, ông gọi vợ lại bàn rằng: "Thế là mấy đứa con gái có cũng như không, chẳng hy vọng gì vào chúng nó, đỡ đần mình tuổi già nữa rồi. Bây giờ bà để tôi đi kiếm một đứa con nuôi, đặng sau này nó săn sóc chúng mình, lúc mắt lòa chân chậm, bà nó nghĩ sao?" Vợ Phú Hộ trả lời: "Thôi ông ạ, đừng có đi mà mất công, lại nhọc xác. Con đẻ rất ruột ra mà chúng không đoái hoài thì con nuôi có làm được gì?" Phú ông liền bảo: "Trên đời này có kẻ tốt người xấu, đâu phải ai cũng như ai, bà đừng ngại." "Được rồi, ông cứ đi đi, cố tìm một đứa con ngoan phụng dưỡng, mọi việc ở nhà mặc tôi lo liệu." Phú Hộ bèn đóng vai một ông già nghèo khó, rồi ra đi từ làng này đến làng khác, đến đâu ông cũng rao: "Ai mua cha không? Có ai mua cha thì ra mà mua, mua ta về làm cha chỉ mất 5 quan tiền thôi." Mọi người nghe ông già rao như vậy thì tưởng ông điên, có người còn vui miệng nói: "Mua lão ấy để về nhà mà hầu ư? Và để rồi đây lão ta 100 tuổi qua đời, có được đồng nào còn phải lo tống tán nữa sao? Thà là nuôi một người đầy tớ còn hơn." Tuy có nghe nhiều lời mỉa mai cười cợt, Phú ông vẫn không nản chí, vẫn đi hết xóm này đến ấp kia, miệng rao không ngớt: "Có ai mua cha không này?" Bấy giờ ở làng nọ có 2 vợ chồng một nông phu nghèo, nghe có người đi bán mình làm cha, chồng bảo vợ: "Hai vợ chồng mình mồ côi từ bé, chưa bao giờ được hưởng tình cha con, lại chưa có mụn con nào, thật là buồn. Thôi thì ta mua ông già này về thủ thỉ với nhau, khuya sớm cho vui cửa vui nhà." Thấy vợ bằng lòng, anh chàng chạy ra đón ông già vào nhà và nói: "Ông định bán bao nhiêu tiền?" "5 quan không bớt." Anh chồng liền thưa: "Thú thật với ông, nhà tôi nghèo quá, muốn mua ông nhưng không sẵn tiền. Vậy ông ngồi chơi, để tôi bảo nhà tôi đi vay xem sao." Phú Hộ ngồi chờ hồi lâu, thấy chị vợ chạy đi một lát rồi lại quay về, nhưng số tiền vay được cùng với tiền nhà gom lại cũng chỉ có 2 quan. Anh chồng liền nói: "Thôi thì ông thông cảm cho, 2 ngày nữa mời ông trở lại, chúng tôi sẽ có đủ tiền." 2 ngày sau, vợ chồng anh nông phu trao tiền cho ông, mời ông vào nhà, cha cha con rất thân tình. Phú Hộ thấy đầu tóc người vợ bây giờ biến đi đâu mất, liền hỏi: "Này con ơi, tại sao đầu tóc của vợ con lại cắt cục đi như vậy?" Anh chồng tần ngần đáp: "Chẳng giấu gì cha, nhà con nghèo quá, không đủ tiền mua. Mà nếu không mua thì biết có dịp nào tốt hơn. Vì vậy vợ con phải cắt tóc đi bán mới có đủ số tiền 5 quan đó." Từ ngày có người cha nuôi, 2 vợ chồng nông phu tỏ ra rất niềm nở và chịu khó chăm sóc hầu hạ ông không biết mệt. Phú ông vẫn không cho biết gốc tích quê quán thật của mình, hằng ngày vẫn cứ ăn no ngủ kỹ, đôi lúc lại kêu ván đầu mỏi lưng, bắt họ phải xoa bóp hoặc tìm thầy chạy thuốc. Mặc dầu vậy, 2 vợ chồng vẫn cơm nước săn sóc không bê trễ. Cứ như vậy được vài tháng, nhà họ đã nghèo lại càng mạt thêm. 2 vợ chồng phải cố gắng làm thêm để nuôi cha, có bữa phải nhịn đói để nhường cơm cho ông già. Tình hình như vậy kéo dài nửa năm, nợ nần của vợ chồng họ chồng chất quá nhiều mà trong nhà tiền đã kiệt. Tuy vậy họ vẫn không hề lộ vẻ mỏi mệt, cố làm vui lòng cha già. Một hôm, 2 vợ chồng ngủ dậy đã thấy người cha nuôi khăn gói chỉnh tề.
Ông bảo họ: "Các con, hãy đốt cái nhà này rồi đi theo ta." Vợ chồng anh ông phu trố mắt nhìn nhau, tưởng ông phát điên. Nhưng sau đó lại thấy ông phú hộ dục bảo: "Làm con thì phải vâng theo cha mẹ, chớ có sai lời. Cha đã bảo các con đi theo cha kiếm ăn thì cứ việc đi, còn cái nhà này ọp ẹp chẳng đáng bao nhiêu, đừng tiếc nữa." Vợ chồng nghe thế thì biết ông nói thật, không dám cãi, đành nhặt nhạnh một vài món đồ bột thành một gói rồi châm lửa đốt nhà. Đi theo ông già, họ thấy ông ban ngày lần hồi xin ăn, tối tối lại vào nhà người xin ngủ nhờ, họ vẫn vâng lời, không chút phân vân. Ba người đi xin ăn như thế được 5 ngày. Cuối cùng, đến trước một ngôi nhà ngói tường vôi, ông mới vui vẻ bảo họ: "Các con ơi, đã đến nhà ta rồi." Bà phú hộ bước ra cổng đón vào. Ông tươi cười bảo vợ: "Bà nó này, đây mới thật là con của chúng ta đấy." Bấy giờ, vợ chồng anh ông phu mới ngớ người ra, biết được cha mẹ nuôi mình là một nhà giàu có. Phú hộ bảo anh ông phu lấy theo họ mình, và từ đó hai vợ chồng bước vào một cuộc đời sung sướng. Ít lâu sau, phú hộ lâm bệnh nặng, biết mình sắp gần đất xa trời, ông bèn làm tờ di chúc để phần lớn gia tài cho đứa con nuôi. Đoạn ông gọi vợ đến trăn trối rằng: "Sau khi tôi chết, bà nhớ đừng cho 5 đứa con gái biết tin đấy." Ông nói tiếp: "Nếu chúng nó có nghe ai mách mà về đây, chưa biết chừng tôi sẽ bứt nếu trỗi dậy cho mà coi. Việc để tang thì đứa con trai cứ theo cố tục cắt tóc, đội mũ, quấn rơm trên đầu để chứng tỏ mình chịu cực chịu khổ với cha mẹ thì thôi cũng được. Nhưng đứa con dâu thì bà bảo nó khỏi cắt tóc, vì tôi chưa bao giờ quên được cái việc nó đã hy sinh mái tóc dài của nó để mua cha. Vậy nó chỉ cần đội khăn tang là đủ." Nhưng khi khâm liệm cho chồng xong, bà phú hộ vì nặng lòng nên cũng cho người lén báo tin cho 5 đứa con gái biết. Khi chúng về, bà đón ở cổng, thuật lại lời trối của cha cho chúng nghe và bảo chúng đừng có vào nhà, kẻo có sự chẳng lành. 5 đứa con gái hối hận lắm, nhưng việc đã rồi, biết làm sao. Khi đưa linh cữu cha, chúng đòi đi đưa cho bằng được. Khuyên can còn mãi không xong, cuối cùng bà buộc lòng phải xé cho chúng ngoài khăn tang ra còn thêm mỗi đứa 1 vuông vải cho chúng che mặt lại, để mong linh hồn bố chúng khỏi biết. Từ đó người ta bắt chước để tang theo cách gia đình này đã làm. Con trai cắt tóc vành rơm, mũ mấn, dây lưng chuối như cổ tục. Con dâu được miễn cắt tóc, chỉ đội khăn tang, lại miễn cả che mặt. Còn con gái ngoài khăn tang còn có thêm 1 mảnh vải che mặt. Ông trùm xã hội đen. Lần đầu gặp, tôi thấy Mã Huynh đang phóng sinh chim trong niệm Phật đường cùng với một pháp hữu khác. Mã Huynh hiện nay hơn 40 tuổi, là một đại hán Sơn Đông điển hình, tướng mạo giống như nhân vật Võ Tòng đánh hổ trong truyện Thủy Hữu. Ông mày rậm mắt to, dốc dáng cường tráng, tính cách hào sảng, giọng nói như chuông ngân, nội lực mạnh mẽ, nhìn rất oai phong khí thế. Câu chuyện tu hành của Mã Huynh cũng lắc léo ly kỳ, có thể dùng câu "Lãng Tử hồi đầu" để mô tả. Ông luyện võ từ nhỏ, sau đó đi lính, thân thể rất giảm dở khang kiện. Sau khi giải ngũ, ông ở nhà. Khi luyện võ, có một số anh em tới tìm, dần dần lập thành một băng nhóm xã hội đen. Huyện Hoàng Đài nổi danh là nơi ăn chơi, có nhiều vũ trường, nhà hát, quán bar, thanh lâu. Thì nơi nào các dạng ăn chơi, đấu đá dần dần càng phát, thì thế lực xã hội đen càng mạnh. Mã Huynh rất giỏi võ, lại thông minh khôn khéo,
Sau nhiều lần tỉ thí, ông nhanh chóng đạt được vương vị và nổi danh trong giới xã hội đen. Ông tự lập đảng phái, làm trùm một cõi, thế lực ngày càng mạnh, nghề nghiệp cũng phát tương đương, có đệ tử thuộc hạ rất nhiều, thập phần oai phong dũng mãnh. Một ngày vào năm 2003, ông đến phố Đại Tập, huyện Hoàng Đài dạo chơi, tình cờ nhìn thấy một ông già bán tượng Quan Âm, chẳng biết chất liệu tượng thế nào, nhưng ông vừa dòm lòng đã rất hoan hỷ, thế là ông lại gần hỏi giá. Ai dè tới 180 đồng, ông thấy mắc quá nên bỏ đi. Một tháng sau, khi dạo chơi tiếp, ông cũng gặp lão già đó. Lần này lão hạ giá xuống còn 100 đồng, nhưng ông vẫn thấy mắc nên không chịu mua. Bản thân là trùm giang hồ, nắm quyền sinh sát trong tay, theo bình thường nếu thích thì ông đã cưỡng đoạt từ lâu rồi, nhưng đây là tượng Quan Âm nên ông không dám dở thoái giang hồ ngông nghênh. Qua nửa tháng sau, ông đi chơi lại gặp ông già ấy nữa, thấy tượng Quan Âm vẫn chưa bán đi. Lần này không đợi ông hỏi, lão già tự động mở lời: "Ngó bộ tượng Phật này và ông có duyên dữ à. Thôi thì lão chỉ tính giá 60 đồng, xem như vừa bán vừa tặng đó nha." Nghe vậy, ông liền móc tiền ra trả, rồi đem tượng về nhà đặt trên bàn trong phòng ngủ của mình. Sau đó ngồi ngắm tới ngắm lui, lòng rất hoan hỷ. Một tối nọ, sau khi nhậu say bí tỉ, vừa về tới nhà là ông lăn ra đánh giấc. Khoảng 4 giờ sáng, ông thức dậy uống nước, nhìn thấy tượng Quan Âm trên bàn, ông chợt nảy ra ý nghĩ lạ lùng. Nghe nói Bồ Tát Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn, phi thường linh ứng, chẳng biết điều này có thực chăng. Nếu như có thực thì hôm nay xin Bồ Tát hãy hiển linh cho tôi trông thấy rõ ràng thì tôi mới tin. Ông vốn là một người vô thần, chưa từng biết khom lưng cúi đầu trước ai. Ông chẳng hề tin mấy cái thuyết nhân quả hay là có quỷ thần chi. Nhưng trước đây khi luyện võ, ông cũng thường ngồi tĩnh tọa, song đấy chỉ là luyện khí công mà thôi. Ông vừa giải thầm như thế xong, tự ngẫm nghĩ, rồi tủm tỉm cười, sau đó thì quay về giường ngủ tiếp, nhưng mà ngủ không được. Đang nhắm mắt mơ mơ màng màng thì đột nhiên ông nhìn thấy tượng Bồ Tát Quan Âm như đang phóng quang, ánh sáng màu vàng rực như tỏa chiếu rất ôn nhu. Ông nhìn ánh kim quang lấp lánh, lòng cảm thấy dễ chịu khôn cùng. Bỗng ông giật mình bừng tỉnh thì không thấy Bồ Tát phóng quang nữa, nhưng hễ nhắm mắt lại thì thấy Bồ Tát lại đang phóng quang. Ông bắt đầu nghi ngờ, chắc tại mình uống nhiều rượu quá nên sinh ảo giác đó thôi. Nhưng rõ ràng tượng Bồ Tát đang cười tủm tỉm, ông nhìn thấy mặt mày ánh mắt ngài rất rõ, thế là ông hết ngủ được. Tờ mờ sáng hôm sau, ông vội ra ngoài để tìm hiểu những gì liên quan đến Phật giáo. Sau khi hỏi thăm mấy người bạn mới biết gần đấy có chùa Kim Lăng, thế là ông lập tức đến đó. Đây là lần đầu ông đến chùa, ông đi vòng quanh và xá chào trước mỗi điện, nhưng chả thấy có gì thần kỳ linh ứng, trong lòng không khỏi chán nản. Nhìn thấy mớ sách Thiện Báo Ứng Nhân Quả, chùa cho đọc miễn phí để kết duyên, ông liền thỉnh mấy cuốn đem về nhà xem. Đây là lần đầu tiên ông tiếp xúc với đạo, càng xem càng ưa, càng xem càng sợ. Ông nghĩ mình mấy năm nay làm toàn việc xấu, trong lòng bắt đầu hối hận hoảng sợ. Nhờ đọc các chuyện nhân quả báo ứng trong sách, ông hiểu ra tất cả ác nghiệp mình tạo đều là tội đáng đọa địa ngục. Xem xong mấy cuốn thiện thư rồi,
Mã huynh suy ngẫm lung lắm. Thế là trong lòng phát sinh thay đổi. Kể từ đó, ông tu sửa rất nhiều, hành sự không còn hung hăng dữ tợn nữa. Nhưng là dân trong giới giang hồ, mọi sự chẳng do mình tự quyết hết. Ông phải thường tham dự việc của hắc đảng. Chỉ là từ đó về sau, ông có niệm Phật bái Phật. Kể đến, ông còn thỉnh một bức hình Quan Âm cởi trên con rồng đen về treo trên vách phòng. Rồi cao hứng, ông tới trước tượng khấu đầu mấy cái. Mãi đến một đêm thu năm 2008. Tối đó, ông về nhà khoảng chừng 8-9 giờ. Vừa bước vào nhà thì thấy Bồ Tát Quan Thế Âm trong hình treo nơi phòng khách đang bước ra, đứng trên không nhìn xuống ông. Mã huynh hết hồn vội quỳ xuống, vừa dập đầu như tế sau, vừa lớn tiếng réo gọi vợ mau ra xem. Lúc vợ ông chạy ra thì không còn gì. Ông ngẩng đầu lên thấy Bồ Tát trên không cũng biến mất. Lần này ông hết sức tỉnh táo, khẳng định 100% mắt mình nhìn thấy rõ ràng, chứ không phải là ảo giác. Bởi vì ông đã tận mắt nhìn thấy Bồ Tát Quan Âm, nhãn thần ghi khắc tận xương tủy, cảm giác xúc động này như xuyên thấu cả người ông. Lần này thì ông đã tâm phục khẩu phục, triệt để hối ngộ. Ngày đó, ông liền phát thệ trước Bồ Tát Quan Âm: từ đây con quyết sửa lỗi đổi mới, dứt khoát rời khỏi giang hồ, một lòng hướng thiện, nguyện làm lại cuộc đời. Mã huynh tính rất dứt khoát, hễ nói là làm. Vì vậy, hôm sau ông triệu tập đám thuộc hạ tuyên bố giải tán, tha thiết khuyên họ từ bỏ việc xấu và giải thích: thiện ác có báo ứng, nhân quả không dối, gieo gì gặt đó, đừng để ác báo trổ rồi, hối không kịp. Buông bỏ dễ, làm lại rất khó. Mã huynh vốn tính hào sảng, trọng nghĩa khí. Hồi trước, thở còn cầm đầu hát đảng, hễ tay này thu thì tay kia chi ra, nên đâu có dành dụm được bao nhiêu. Vì vậy chẳng mấy chốc ông đã lâm vào cảnh phải tìm kế sống. Trước tiên thì dây mượn người, sau đó thì cũng tìm được việc trong một hãng xưởng nọ. Bắt đầu đi làm, lương lãnh thấp, lại phải lao lực nhiều, hoàn cảnh công tác mọi thứ xem như cực kỳ tệ. Nhờ ông có sức mạnh, yêu cầu cũng không cao, đã nhận việc thì ráng làm. Nhưng khó chịu nhất là phải làm, nghỉ đúng giờ, chịu đủ luật lệ gò bó, chưa kể còn phải nhìn mặt thượng cấp mà sống, mà hành xử. Hễ không cẩn thận là bị lãnh đạo mắng té tát cho mất mặt. Tình cảnh này so với thời ông làm thủ lĩnh hét ra lửa, nắm quyền uy một thời, giàu ra luôn được anh em cúi đầu dân dạ, thì đúng là cách xa trời vực. Cứ thế, suốt thời gian dài, Mã huynh cắn răng chịu đựng, luôn đi làm sớm và về thật muộn. Bởi ông sợ lỡ đi đường mà gặp người quen sẽ bị họ cười chê. Khi đến xưởng thì ông vừa làm vừa mãi miết trì chú chuẩn đề, nên chẳng giao tiếp với ai. Lúc về nhà thì đa số thời gian đều dành cho việc lạy sám hối trước tượng Bồ Tát Quan Âm. Ông sám hối tất cả ác hạnh xưa kia, cầu Bồ Tát khoan thứ gia hộ. Như thế được hơn nửa năm, ông mới bắt đầu giao lưu cùng đám thợ trong xưởng. Nhưng hễ trò chuyện là ông khuyên người hướng thiện, tin nhân quả, vân vân. Sau này nhờ ông cảm hóa mà trong xưởng có được hơn 70 người tin Phật, chịu thờ Phật. Một năm sau, đột nhiên ban lãnh đạo xưởng cho ông thuyên chuyển đến chỗ khác làm việc. Công tác nơi đây tương đối thanh nhàn, mấy ngày không làm cũng chẳng ai đến hỏi, lương cũng cao hơn nhiều. Mã huynh hiểu rõ đây là Bồ Tát Quan Thế Âm che chở,
ngầm giúp ông có điều kiện để tu hành tốt hơn. Vì vậy ông càng thêm tinh tấn. Chùa Hoa Nghiêm mỗi năm thường tổ chức đả thiền thức, chỉ cần lúc rảnh không làm việc thì ông đến tham gia. Có khi tham dự ba thiền thức, hành trì không chút giải đãi. Lúc này ông đã phát thiên nhãn thông, nhìn thấu suốt rõ ràng. Trong thời gian tham dự thiền thức, ông thường thấy thiền đường biến thành một ao sen cực lớn. Trên không có rồng vàng bay lượn chung quanh, có lúc còn xuất hiện thiên nữ đến đạo tràng, rải hoa mạn đà la lên các vị đồng tu. Có lúc ông nhìn thấy các cảnh như trong kinh tường thuật, nhìn thấu xuống địa ngục thì vua Diêm La vừa mập vừa thấp, còn hai quỷ vô thường Hắc Bạch thì ốm cao, nhưng trong dáng vẻ chẳng hung ác. Có lúc không nhịn được, ông đem những điều mình thấy hỏi thầy trụ trì Thường Tịnh, thì sư phụ luôn nhắc ông: phàm những gì có hình tướng đều là hư giả, cảnh lạ dù có hiện rồi cũng quá thành không, ngàn vạn lần chớ nên chấp trước vào đó, nếu không sẽ bị lạc tà. Do ông có túc duyên rất sâu, khả năng thần thông càng tu càng phát mạnh, sư phụ sợ ông chấp trước sẽ bị lạc ma cảnh, nên kể ông nghe rất nhiều chuyện người ta vì mê chấp tham cầu thần thông mà bị tẩu hỏa nhập ma. Mã huynh cung kính thọ giáo. Tham dự thiền thất xong, ông nhận thấy thời mạt pháp đạo yếu ma mạnh, đám ngoại đạo thiên ma yêu tà quỷ mị tàn hại bừa bãi. Người tu nếu thiếu chút cảnh giác, không cẩn thận thì sẽ bị rơi vào cảnh quỷ ngay. Do vậy ông liền phát đại nguyện: cả đời con xin dâng hết cho việc hộ trì chánh pháp, hộ trì người tu. Phát nguyện xong, ông lập tức đến Phật Sơn Cổ Tự ở Tứ Xuyên, Bành Châu, bái kiến Hòa Thượng Quảng Ngộ, đệ tử của Đại sư Tế Trần, học pháp Ý Tích Kim Cang. Học xong, về nhà ông tiếp tục tu thiền định. Pháp Ý Tích Kim Cang thuộc Mật Tông đời Đường, cũng thuộc dạng giáo ngoại biệt truyền như Thiền Tông, là pháp môn phương tiện Phật Thích Ca đặc biệt khai mở, thuộc về biệt mật. Ý Tích Kim Cang được hóa thân Phật Thích Ca tuyên thuyết lúc ngài thị hiện nhập Niết Bàn. Pháp này không sợ ô uế, cho nên gọi Ý Tích Kim Cang, dùng đại thần lực hàng phục quỷ đạo, hộ trì người tu hành đời sau, còn có tên là Đại Quyền Thần Dương Phật. Đầu năm 2009, một tu sĩ tới tìm Mã Sư Huynh, vừa bước vào nhà thì đến trước Phật lễ bái. Lễ xong, thầy liền nói: quả là Bồ Tát Quan Thế Âm hiện hữu nơi Phật đường của ông. Thầy này là Pháp Sư Minh Đăng, đồ tôn của Hòa Thượng Hư Dân. Thầy Minh Đăng xuất gia từ nhỏ, cả nhà vốn rất sùng mộ Phật, nên từ ấu thơ thầy đã biết kính tin Phật Pháp. Lúc ở nhà, thầy thường bế quan tu hành. Năm đó thầy bế quan, giao cho muội muội hộ thất, sắp tròn 100 ngày thì bỗng có một bà lão giác bị đến nhà thầy gõ cửa xin ăn. Lúc đó nhằm buổi đổ ngọ dùng trưa, phụ thân thầy đang ăn cơm, trên bàn có hai đĩa rau. Ông thuận tay liền trút một đĩa cho bà già. Bà lão bỗng ngước lên trời cười to rồi bỏ đi. Phụ thân không để ý, cứ tiếp tục ăn cơm. Lúc này Minh Đăng đang nhập định, bỗng thấy linh ảnh Bồ Tát Địa Tạng xuất hiện bảo: vừa rồi Bồ Tát Quan Âm đến nhà, vì sao không ra nghinh tiếp? Thầy lập tức xuất định kêu muội muội hỏi thăm: vừa rồi có ai đến nhà mình hay không? Muội muội đáp: có,
là một bà lão xin ăn. Và cô kể cho thầy nghe tình huống lúc đó. Thầy Minh Đăng liền dậm chân than: cha chúng ta làm lỡ mất dịp tiếp đón Bồ Tát Quan Thế Âm rồi. Trong các cổ sử Phật giáo thường kể, chư Bồ Tát hay hóa hiện qua thân phận ăn mày để độ sinh, vì vậy việc này không có gì lạ. Sau khi chủ và khách đều yên vị rồi, Minh Đăng mới kể cho Mã Huynh nghe. Nguyên là mấy ngày trước, thầy mộng thấy Bồ Tát Quan Âm nói rằng hiện có hai vị cư sĩ đang cần bế quan và bảo thầy hãy nên tìm đến hộ thất giúp đỡ, tận sức chăm sóc họ. Ngài còn mách rõ tính danh và địa chỉ hai người này, một người ở Tế Nam là nữ, còn một người chính là Mã Huynh. Sau đó, hai bên cùng bàn luận Phật Pháp rất tương đắc, hoan hỷ. Kể đến, thầy Minh Đăng gọi điện thoại dặn dò cho vị sư huynh ở Tế Nam lo liệu các việc cần, rồi dẫn Mã Huynh theo thầy đến khu thiền thất đặc biệt dành riêng cho người bế quan chuyên tu. Mã Huynh nhập thất đến ngày thứ hai, trong định thầy đích thân tôn giả Mật Tông hiện ra bảo: ngôi thất này là đất thành Phật, nhất định ông phải tu cho tốt. Mã Huynh cảm thấy được khích lệ rất lớn, liền phát nguyện còn nhất quyết tu cho đến khi đạt chánh định vô thượng. Nhập thất đến ngày 21, các chủng tử xa xưa và túc nghiệp hiện hành, đủ loại cảnh tiền trần hậu thế tranh nhau kéo đến, khiến phiền não bùng khởi sâu xé, làm Mã Huynh suýt phát cuồng, khó thể nhẫn thọ, chỉ muốn đứng dậy xuất quan. Trong giây phút khốn khó, lúng túng nơi ải quan sinh tử, nằm giữa lằn ranh thành bại, thì đại sư Tsongkhapa một lần nữa lại xuất hiện. Ngài giảng pháp Tâm Yếu Đại Thừa cho Mã Huynh nghe xong thì cuồng niệm tan dần. Đột nhiên trong khoảnh khắc, cảm giác thân như có vật gì rụng rơi và hoác nhiên nhập định. Đến lúc xuất định như có sở ngộ, Mã Huynh liền nói kệ: ngàn dặm tới đây để bế quan, chỉ vì chưa thấy được trời xanh, bất ngờ đất bằng rền tiếng sấm, từ đây mê ngộ hết liên quan. Đến ngày 41, tâm khinh an hỷ lạc, pháp hỷ sung mãn, xuất định rồi ông lại nói kệ: đảnh lễ tối thượng tôn, Thích Ca đại hiền nhân, con nay hết mê hoặc, từ đây rõ tự tâm. Đến ngày 46, thân tâm câu vong, nhập đại chánh định. Lúc xuất định thì không còn khác biệt giữa xuất định và nhập định nữa. Ông lại nói kệ: thân chưa xuất gia, tâm xuất gia, có tóc cũng như không tóc mà, từ nay học theo Bồ Tát hạnh, áo vải thay cho áo cà sa. Tối đó công đức viên mãn, Mã Huynh cười lớn ra thất. Kể từ đó, ông bắt đầu hiện đại thần thông, quảng độ chúng sinh. Xin kể sơ hai chuyện. Năm 2009, huyện Cao Thanh có một phụ nữ được chồng lái xe chở tới chỗ Mã Huynh. Cô này làm thần bà, là bà đồng điển hình, quanh năm xem bệnh chữa trị cho người. Trước đây cô bị hồ ly dựa xác rất linh, nên kiếm được bổn tiền. Tùy theo tham tâm ngày càng thịnh mà âm khí trên mình cô ngày càng lớn. Kết quả đã chiêu dời thêm hai con rắn đến dựa xác nữa. Hai bên hồ ly và rắn gá dựa thì tránh sao cho khỏi cảnh tranh quyền. Chúng đấu nhau một hồi, do hồ ly đạo hạnh cao hơn nên đã thắng. Nhưng hồ ly không gá dựa trên mình cô hoài,
vì nhiều lúc nó phải quay về chỗ của nó. Do vậy hai con rắn không cam tâm, chỉ đợi hồ ly vừa rời đi thì liền gá vào thân cô này báo thù. Cô này bị giày vò lăn lộn khó chịu, đau tới chết đi sống lại. Khi đó cô đi bệnh viện khám, nhưng bác sĩ đâu thể trị loại bệnh này. Vì vậy cô khám nhiều lần, tốn tiền lắm mà chẳng có kết quả. Chứng kiến vợ bị bệnh hành nguy hiểm, chồng cô đi khắp nơi tìm người cứu. Đã đến rất nhiều chỗ nhưng không ai trị nổi, cuối cùng đành tìm đến Mã Huynh. Khi xe dừng trước cổng, phụ nữ nọ sống chết gì cũng không chịu xuống xe. Té ra hai con yêu gá trên mình cô do quá sợ Mã Huynh nên phản ứng như vậy. Mã Huynh nhìn thấy chúng rất rõ nên ông lập tức trì chú chuẩn đề, thỉnh thiên tướng đến thu phục hai con rắn thì cô này mới chịu vào nhà. Lúc đó mặt mày cô tái nhợt, lộ vẻ mệt nhọc, vừa vào thì nằm dài trên đất. Mã Huynh hỏi tà dựa xác: vì sao hại người? Con rắn dựa xác lên tiếng qua miệng của cô. Nó giải thích là chỉ định dựa vào cô xem bệnh cho người, nhưng do đấu không lại con hồ ly trên mình cô nên thừa lúc hồ ly đi vắng nhập vào báo thù. Còn khai là bọn chúng đã hút phân nửa khí huyết trên người cô rồi, chỉ còn lần nữa thì hút sạch. Mã Huynh biết rắn nói thật, vì ông quan sát thấy nếu cứ theo đà này, bà đồng kia không sống được 20 ngày nữa. Hai con rắn này gồm một lớn một nhỏ. Con lớn thuần trắng, còn con nhỏ màu trắng, nhưng cuối thân có một lằn đen. Chúng sống lâu cũng đã 700-800 năm. Do có túc thế nhân duyên với bà đồng này, lại thêm tham tâm trong lòng bà quá cao nên mới chiêu cảm chúng tìm đến. Trong tình cảnh này chỉ có hòa giải đôi bên mà thôi. Mã Huynh hỏi con rắn: dựa trên thân người này các ngươi được lợi gì? Chúng đáp: một là được gian danh, tiếng tâm đồn xa, còn có được nhiều đồng loại tìm tới quy phục, tăng thêm nhiều quyến thuộc, thế lực càng lớn. Hai là có nhiều lợi dưỡng cúng dường, thể người bị dựa kiếm được nhiều tiền thì phải cung phụng bọn chúng, nhờ vậy mà hưởng dụng càng phong nhiêu. Thật ra thế giới loài rắn cũng giống như nhân gian, đều có tâm tham cầu dinh danh lợi dưỡng, nhưng ở rắn tâm tật đố mạnh hơn và tâm tranh đoạt cũng hung dữ hơn, theo kiểu một mất một còn: mày chết tao sống, tao sống, tao sống, tao sống. Mã Huynh bèn giảng Phật pháp cho hai con rắn nghe, khuyên chúng hãy buông bỏ tâm tham sân si và nên giải oán kết cùng phụ nữ này, khéo tích đức hành thiện, tu hành cho tốt để tương lai được sinh vào cõi lành, tu thoát luân hồi, không còn thọ khổ nữa. Hai con rắn cung kính thọ giáo, chúng đồng ý rời khỏi phụ nữ kia, nhưng ngỏ ý xin được theo Mã Huynh 5 năm để nghe pháp tu hành. Mã Huynh chấp thuận rồi thì phụ nữ kia lập tức đứng dậy hồi phục như bình thường. Sợ cô ta sau này lại giẫm vào vết xe cũ, Mã Huynh liền hỏi cô có muốn lấy hồ ly ra khỏi thân chăng. Cô vội vã lắc đầu, lộ vẻ rất không đồng ý, vì sợ mất hết thần thông của hồ ly rồi thì sau này sẽ không kiếm được nhiều cúng phẩm tiền bạc béo bở nữa. Mã Huynh liền khuyên cô: hồ ly đó đã tu hơn 1.300 năm, nếu hiện tại cô không chịu giải quyết cho dứt khoát thì tương lai lúc nó bỏ đi, cô sẽ càng thê thảm hơn hiện thời nữa. Nhưng cô ta vẫn khăng khăng không chịu, do tâm cô không hướng thiện thì định nghiệp cũng khó chuyển, cho dù Phật tái lai cũng khó độ người không duyên.
Mã huynh đành để tùy ý cô. Còn chuyện thứ hai phức tạp, lằng nhằng hơn, nhưng chúng sinh được quá độ rất nhiều. Cũng vào năm 2009, một học sinh ở huyện Hoàng Đài đột nhiên bị quái bệnh. Một lần ngủ tới mấy ngày, ăn uống vô độ, hễ bệnh phát nặng thì chửi rủa, đánh mắng người. Do bệnh nghiêm trọng nên em phải nghỉ học ở nhà chữa trị. Do học sinh này là con trai duy nhất nên cha mẹ rất sầu lo. Cha em là giám đốc một hãng xưởng nọ thuộc nhà giàu có, nên ông đã đem con đến rất nhiều y viện để khám, nhưng chữa trị không kết quả. Sau đó, ông đành đem con về nhốt trong nhà, giao cho người mẹ chăm sóc. Nhưng kỳ quái là mẹ em sau đó cũng bị bệnh. Đột nhiên bà bắt đầu hút thuốc, uống rượu, những điều trước đây chưa từng làm. Tinh thần rất kích động, có lúc liên tục mấy ngày không ngủ, miệng luôn lẩm bẩm lầm thầm, chẳng biết nói gì. Chứng kiến một gia đình đàng hoàng bỗng dưng thành ra như thế, cha em chỉ biết ngây mắt nhìn, tinh thần suy sụp. Tình cờ được người giới thiệu, ông tìm đến Mã huynh hỏi xem có cách nào trị chăng. Mã huynh vừa nhìn qua đã biết ngay tình huống phức tạp, đơn giản là không dễ bó tay vào. Nguyên là bệnh của con trai và vợ ông này là do bị tà nhập vào quấy nhiễu. Nhưng tà trong đây không phải một mà có tới 5 vị, chủng loại cũng bất đồng. Trong đám vừa nhập này có một kẻ là oan quỷ, cũng không hề xa lạ, chính là anh ruột của ông giám đốc. Do y lúc sống công tác không thuận lợi, ở đâu cũng gặp trắc trở, lòng thập phần chán nản. Nhưng em trai y lại tài giỏi, sự nghiệp thành đạt. Vì muốn giúp anh, ông giám đốc có lòng tốt hỗ trợ cho anh tự lập một chi nhánh để anh tạo sự nghiệp riêng. Dùng tình tiết kiệm, người anh bèn chọn địa điểm xây dựng hãng xưởng nhỏ, nơi một nền nhà cũ bỏ hoang tại nông thôn. Mộ tổ tiên ông cũng nằm trong đây. Do bị cỏ tạp mọc đầy nên chẳng còn trông thấy mộ phần. Lúc đào nền lên, tài xế không rõ tình huống nên đã cho san ủi hết mộ tổ tiên, khiến xương cốt vùng này bị trộn lộn rối beng. Ngay ngày hôm đó, anh của ông giám đốc đến hiện trường chỉ huy, xui xẻo bị một tảng đá từ trên cao rơi xuống đè nhẹp, khiến anh chết không toàn thây, thi thể máu thịt bầy nhầy, thân biến dạng hoàn toàn, thảm đến chẳng nỡ nhìn. Do anh chết chẳng lành, lúc thần thức lìa thây, oán khí dâng tràn, anh cho rằng do tại thằng em nên mình mới gặp nạn đột tử như thế, nên nhất quyết báo thù. Biết em mình cưng nhất đứa con trai một, nên anh đã gá dựa vào và hành xác thằng nhỏ, khiến toàn gia người em đau khổ, sợ hãi khó kham, tài sản cũng bị tổn thất hư hao. Trước tiên, Mã huynh nói chuyện với vong linh người anh, giải thích rằng việc em ông làm là xuất phát từ lòng tốt, muốn giúp anh tạo sự nghiệp, nhưng anh bị hoạnh tử là ngoài ý muốn, chẳng nên oán trách em mình. Nhưng oan quỷ nói, trên đời này cái gì cũng có nguyên nhân. Kiếp trước, người em này từng hại y và thiếu nợ y rất nhiều. Đời nay do họ đầu thai cùng làm anh em, nên hắn mới có hảo tâm giúp y, nhưng lại khiến y chết thảm. Vì vậy, nợ tiền kiếp lẫn hiện kiếp gì, y cũng nhất quyết phải thanh toán cho xong. Mã huynh khuyên, oán thù nên giải chứ nên kết. Nếu y đồng ý, ông sẽ siêu độ cho y về thiện đạo hưởng phúc. Nhưng oan quỷ rất cố chấp, khăng khăng nhất định đòi báo thù. Bất đắc dĩ, Mã huynh đành trì chú, thỉnh Diêm Vương đến, cưỡng dắt hồn y đi chỗ khác đầu thai. Nào dè chừng 2 tiếng sau, thấy oan quỷ lại lót tót quay về.
té ra. Sau khi Diêm Vương tra sổ xem án đời trước, thấy rõ ràng người em quả có thiếu nợ y rất nhiều, y muốn báo thù là do định nghiệp xui khiến. Đây là lẽ đương nhiên, Diêm Vương cũng không có quyền can thiệp, đành phải thả cho y trở về, được phép tùy ý báo thù. Hiểu rõ định luật nhân quả rồi thì không ai có thể sửa đổi, chỉ nương vào hòa giải khiến hai bên hài lòng mà thôi. Mã Huynh tiếp tục khuyên ông giám đốc là người em nên sám hối nghiệp tiền khiên, đồng thời cần phải bỏ tiền ra tạo công đức hồi hướng cho anh. Bản thân Mã Huynh cũng sẽ làm lễ siêu độ cho người anh giảng sinh thiện đạo, ly khổ đắc lạc. Oan quỷ nghe nói vậy thì cuối cùng cũng chấp nhận. Y bày tỏ trước tiên sẽ không hành hạ con trai người em nữa, nhưng nếu muốn y rời đi thì phải chờ xem người em biểu hiện lòng ăn năn và chuộc lỗi có thành tâm hay không rồi hẳn tính. Việc này coi như tạm xong. Trừ oan quỷ này ra, trên mình em học sinh kia còn có 4 loài khác dựa xác, gồm một con rắn bạch, một con rắn hồng, một con hồ ly, một con sói hoang. Con bạch xà cầm đầu cả nhóm, bọn chúng cùng kết làm quyến thuộc với nhau. Theo Mã Huynh tả thì con bạch xà này dài khoảng 50 mét, to như thùng nước, nó tu đã hơn ngàn năm. Bà ngoại của em học sinh này xưa vốn là bà đồng, quanh năm xem việc cho người. Kể từ thuở đó, 4 vị này đã tìm tới gá dựa rồi. Sau đó thì chúng gá tiếp vào chồng bà. Thân xác ông ngoại em học sinh này do âm khí quá nhiều nên ăn không tiêu và sớm tạ thế. Vì đã có túc duyên cùng nhau từ đời trước nên 4 con yêu này hiện đang gá vào thân bà vợ giám đốc để bà tiếp nối tổ nghiệp làm bà đồng. Nhưng do hiện thời trên thân bà giám đốc này dương khí còn quá mạnh nên bọn chúng không thể gá nương, vì vậy trước tiên phải hành đứa con trai độc nhất của bà, buộc bà phải sầu lo tiều tụy, sức khỏe bị ảnh hưởng sẽ khiến dương khí suy sụp, khi đó chúng sẽ gá vào thân bà. Mã Huynh lại đàm phán cùng chúng. 4 vị này rất có thiện căn, lập tức đồng ý sẽ không quấy nhiễu nữa, nhưng ra điều kiện là Mã Huynh phải sắp xếp thời gian làm lễ siêu độ, cầu cho chúng giáng sinh cõi thiện. Mã Huynh hoan hỷ đáp ứng. Ngay hiện trường, ông truyền tam quy cho chúng và ban pháp danh Minh Tâm, Minh An, Minh Lý, Minh Đắc. Hàm ý là kể từ đây, sau khi chúng quy y theo chánh pháp rồi thì tâm an lý đắc, tu hành giải thoát. Mã Huynh kể, khi đó bạch xà đã thố lộ tâm tư rất cảm động. Tôi nghĩ nên thuật lại để cảnh tỉnh mọi người. Vì cõi súc sinh là một trong tam ác đạo, hết sức khổ. 4 con vật dựa xác này đều có thọ mạng hơn ngàn năm trở lên. Chúng đã trải qua biết bao cuộc phong vũ tan thương, chứng kiến bao triều đại đổi thay. Chúng sống được đến giờ phải nói là chuyện không dễ. Nhưng chúng khẩn cầu Mã Huynh dốc sức siêu độ, vì muốn được giảng sinh thiện đạo. Nên khi thỉnh cầu như vậy, có nghĩa là chúng chấp nhận kết thúc thọ mạng còn dài đang sở hữu, chấp nhận từ bỏ cuộc sống hơn cả ngàn năm đã có thần thông, và tình nguyện được mau chóng chết. Do vì quy luật trong vũ trụ là chỉ có thông qua thân người mới có thể tu hành giải thoát, nên những loài ở cõi súc sinh vĩnh viễn không thể tu thành chính quả, thoát luân hồi. Chỉ trừ một thiểu số cực ít, đặc biệt mới có ngoại lệ. Những thiểu số này chính là Phật Bồ Tát thị hiện. Chẳng hạn như trong kinh Pháp Hoa có Long Nữ 8 tuổi thành Phật. Long Nữ sở dĩ có thể chuyển thân nam ngay lập tức thành Phật, ngoại trừ bậc thượng trí lợi căn ra, thì quan trọng nhất vẫn là tâm xả ly. Bởi Long Châu
không những có giá trị liên thành, mà đối với loài rồng còn là quan hệ sinh tử. Một khi bị mất đi, tính mệnh sẽ khó bảo toàn. Nhưng Long Nữ không chút do dự đã đem bảo châu cực quý trong tay hiến cúng Phật và lập tức thành Phật. Có thể giải thích rằng nhóm bạch xà gồm bốn vị chủng loại khác nhau đó, tâm xả ly của họ so với Long Nữ có thể nói là dị khúc đồng công. Vì xà cũng thuộc Long tộc, mà loài rắn biết cầu tiến thường hiếm. Có hai trường hợp cho chúng là: một, phải hội đủ nhân duyên phúc báo lớn mới gặp được bậc tu hành cao thanh tịnh, có tâm từ bi, đủ sức niệm Phật siêu độ cho chúng. Nương vào Phật lực gia trì mà chúng được trực tiếp sinh sang cõi tịnh của chư Phật. Hai, khi báo thân xuất sinh kết thúc, chúng sẽ tiếp tục đầu thai mang thân người, được hữu duyên gặp Phật pháp, có thể theo trình tự thứ lớp tu hành vượt thoát luân hồi. Nhưng hai tình huống này tính ra rất hy hữu khó gặp, xem như khó chồng khó. Bạch xà nói: chúng tôi muốn có được thân người tu hành là rất khó, khó cực kỳ. Nhưng đa số loài người các vị có được thân người lại không biết trân quý, không biết nương vào thân người để nắm bắt cơ hội tu hành, lại tham mê ngũ dục, túng tình phóng dật. Một khi mất thân người, trầm luân đọa lạc, có muốn tu hành cũng khó. Tôi thật là ước ao, thèm muốn và tiếc cho loài người các vị. Sau khi Mã Huynh bàn bạc ổn thỏa cùng bốn kẻ dựa xác xong thì chúng vui vẻ rời đi. Lập tức em học sinh kia bình an trở lại, trạng thái hồi phục bình thường. Không ngờ mẹ em thần trí tiếp tục bất ổn, hóa ra lại có những chúng sinh khác gá vào. Mã Huynh vừa hỏi mới biết đó là cha mẹ ruột của bà đã mất, nhưng vì lúc sống họ bị gá dựa làm đồng, chết rồi thần thức không thể chuyển sinh, thảy đều trở thành quyến thuộc của quỷ dương La Sát, nhận chịu đòn roi, họ khổ hết chỗ nói. Họ cũng năn nỉ cầu xin được siêu độ. Mã Huynh hoan hỷ đáp ứng. Sóng trước vừa đi, sóng sau liên tục tới, tất cả đều là lịch đại tổ tông của mẹ em học sinh. Do lâu nay họ lưu lạc trong quỷ đạo, giờ nghe tin biết Mã Huynh sắp tổ chức đại lễ nên vội đến cầu xin ông siêu độ cho. Bởi hữu duyên thì đến, Mã Huynh đều nhất nhất đáp ứng. Nhóm cuối cùng là hai vị rất lạ. Khi họ nói lai lịch ra, mọi người tại hiện trường đều kinh ngạc, hết hồn. Bởi vì đó là hai vị trời ở cõi tứ thiên dương. Do bọn họ vốn có túc duyên với gia đình này, thuở còn sống, nhờ biết tu thập thiện, rộng tạo công đức, nên sau khi chết rồi, họ được sinh vào tầng trời thấp nhất của dục giới, là cõi tứ thiên dương, cùng vui hưởng phúc trời. Nhưng giờ đây họ vẫn ngỏ ý cầu xin Mã Huynh siêu độ cho. Mục đích của họ là muốn được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mã Huynh cũng có chút nghi ngờ, liền chất vấn. Hai vị trời bèn giải thích: mặc dù cõi tứ thiên dương có phúc báo thù thắng, thọ mệnh tới 500 tuổi, một ngày ở đây bằng 50 năm nhân gian. 500 tuổi thọ cõi trời này tương đương 9.125.000 năm ở trần gian. Thế nhưng phúc trời một khi hưởng hết rồi thì chúng tôi vẫn phải theo nghiệp đã tạo trước đó mà thọ sinh. Nếu phúc đã hưởng hết rồi thì e là vẫn có thể bị đọa vào ba cõi ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tiếp tục cảnh luân hồi thọ khổ trong lục đạo. Vì vậy hiện thời tuy cảnh vui nơi cõi trời thù thắng di diệu vượt xa cõi người, nhưng ngẫm lại không được rốt ráo bền lâu, nên chúng tôi thấy chẳng có gì đáng lưu luyến. Vì vậy mà đồng muốn xả bỏ thọ mệnh cõi trời để cầu giảng sinh cực lạc, chủ yếu là
nương nguyện lực Phật A-di-đà tiếp dẫn. Nhưng muốn được vậy, cần có đủ nhân duyên chín mùi, mà nhân duyên hiện thời được gặp Ngài đây đúng là hy hữu khó có. Thế nên chúng tôi mới phải hiện thân khẩn khoản thỉnh cầu Ngài. Ngài chỉ cần đáp ứng nhận làm lễ cầu cho chúng tôi thôi, không phải lo gì khác. Hai vị trời còn đề xuất thêm một yêu cầu nữa. Họ kể rằng vị lãnh đạo địa phương này vốn có túc duyên cùng họ và cũng khai báo rõ họ tên của viên quan đó cho Mã Huynh biết. Họ khẩn khoản thỉnh cầu Thầy khi cơ duyên đến, xin hãy từ bi, xét theo căn cơ mà hóa độ cho ông ta tin Phật, niệm Phật dùm. Hiện nay vị lãnh đạo này dưới sự cảm hóa của Mã Huynh cũng đã bắt đầu tin Phật, tập tu rồi. Mã Huynh sau khi nghe hai vị trời bày tỏ nỗi lòng, liền phát đại bi tâm, vui vẻ nhận lời, ấn định thời gian, làm lễ siêu độ cho hai vị trời. Chuyện thiên nhân cầu siêu độ thật là hiếm có, đáng để chúng ta khảo chứng. Chuẩn bị đầy đủ xong xuôi, mấy ngày sau, vào đêm nọ, Mã Huynh đúng hẹn tổ chức đại lễ siêu độ cực lớn. Trước tiên, ông làm lễ triệu thỉnh các chúng sinh đến ứng cúng, sau gia trì pháp thực, cam lồ thủy để họ hưởng dụng tận tình. Cuối cùng là cung thỉnh chư thánh. Mã Huynh hướng dẫn các chúng sinh hiện có, đồng chí thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật và cung thỉnh chư Phật Bồ Tát Quang Lâm từ bi tiếp dẫn. Theo như Mã Huynh và những người có thiên nhãn đồng chứng kiến và tường thuật, thì tối đó Phật quang đại hiển, không trung tràn ngập những đóa sen hồng, Tây Phương Tam Thánh và vô số Bồ Tát đồng hiện thân đến. Các chúng thiên nhân, quỷ, súc sinh, vân vân sở hữu đều có mặt tại hiện trường. Tùy theo thiện căn và túc nghiệp bất đồng mà hướng đi của họ cũng khác nhau. Những vị đủ phúc thì vào được liên hoa. Liên hoa liền bay lên, toàn bộ đồng theo Phật A Di Đà giảng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn những ai không vào được liên hoa thì Bồ Tát Quan Thế Âm hướng dẫn họ đầu sinh cõi thiện, đợi nhân duyên chín mùi, sau đó nghe pháp thực hành tu đến giải thoát. Đại lễ kéo dài 4 tiếng, các cõi chúng sinh đều được đại hoan hỷ, mỗi mỗi tự thác sinh vào chỗ của mình. Người tham gia cũng tiêu trừ nghiệp chướng, pháp hỷ sung mãn, đối với Phật pháp càng sinh khởi tín tâm kiên định không gì sánh bằng. Long Thọ ghi nhất kiến chung tình. Bất kỳ chuyện gì cũng có nhân quả. Thí như khi ta khởi niệm yêu thương, xét ra giữa phu thê và huynh đệ đều không giống nhau. Chẳng hạn như người vừa mới gặp, trong tiền kiếp họ vốn là phu thê, hay người yêu từng đã có tình sâu, đời trước từng hẹn thề phát nguyện cầu được mãi mãi bên nhau, thì đời này có thể sẽ cùng tiếp nối tiền duyên. Còn nếu đời trước hai bên chỉ là huynh đệ tỉ muội, khi gặp lại cũng có cảm giác vừa nhìn đã thương, nhưng vì không có duyên phu thê nên sẽ không đi đến hôn nhân. Bài văn này do A Minh tự thuật kinh nghiệm nhất kiến chung tình đã xảy ra với một phụ nữ tạng. Nguyên văn như sau: lần đầu khi tôi đến chùa của thượng sư ở Tây Tạng, do hàng ngày bận học nên tôi tiếp xúc toàn tu sĩ tạng, không có liên hệ với người dân. 3 năm sau, tôi buông bỏ công tác chuyên môn để đất Hán, tìm đến từ viện tạng xin y chỉ thượng sư là bậc tu trì Đại Viên Mãn. Hai vị thượng sư đều rất vui. Mặc dù tôi không phải là người xuất gia, nhưng các ngài vẫn ưu tiên cho phép tôi vào ở trong Bế Quan Viện, nơi cư ngụ của các tăng sĩ tạng, ở cùng ít tây. Sao do tôi muốn học tạng ngữ nên các ngài đồng ý cho tôi được ra khỏi Bế Quan Viện mà không cần xin phép. Mới đầu tôi định tìm một thầy giáo ở ngoài, do trong viện phiên dịch quá bận. Sau đó tôi được học với vị khâm bố của tự viện là tăng quan ở Tây Tạng. Nhưng chẳng bao lâu vì sức khỏe kém nên ông đến đất Hán trị bệnh,
và đã giới thiệu một tăng sĩ tạng khác kèm cho tôi. Vị tăng sĩ này tên Tam Đan, là cháu trai ngài Phật Sống Kiệt Tôn. Cha thầy là anh ruột ngài Phật Sống. Nhà thầy có 6 trai 2 gái. Trong 6 trai đã xuất gia hết 5 người, nhưng trừ thầy ra thầy đều hoàn tục. Còn 2 cô gái thì một vị đã đi lấy chồng, còn một cô là em út hiện đang sống chung với ba mẹ. Tôi và Tam Đan, một học Hán ngữ, một học Tàn ngữ, cùng giúp nhau trao dồi. Do chúng tôi rất chăm chỉ chịu khó nên đều tiến bộ rất nhanh. Do ở Bế Quan Viện ẩm thực rất tệ nên Tam Đan thường làm thức ăn ngon cho tôi dùng. Chẳng bao lâu thì mùa đông đến. Một tối nọ, tôi thấy Tam Đan và cháu ngoại đang thu xếp hành lý. Tôi liền hỏi thăm, thầy đáp: theo lịch tạng thì năm mới sắp đến, nhà chúng tôi ngày mai thỉnh chư tăng đến tụng kinh mấy ngày, cầu tiêu trừ chướng ngại, chúc năm mới cát tường như ý. Thầy còn ân cần mời tôi nhất định phải tới nhà thầy, vì ngày mai có tiệc rất ngon. Hôm sau tôi vẫn chưa đến nhà thầy. Có 2 điều khiến tôi ngại: một là sợ Tam Đan bận rộn, tôi không muốn làm phiền; hai là lòng tôi có chút xấu hổ. Tới nhà thầy thế này khác nào mình tới kiếm ăn. Và lại tôi có thói quen ít khi tụ tập chung vui với người lạ. Hôm sau nữa tôi cũng không đi. Khi mặt trời sắp lặn, cháu ngoại Tam Đan tìm tới, tha thiết mời tôi đến nhà họ dùng cơm. Tôi không đi thì cháu cứ kéo lôi mãi. Vì vậy tôi đành đi đến chỗ họ. Vừa bước vào cửa, tôi thấy Tam Đan cùng các tăng sĩ khác đang cùng nhau ăn uống chuyện trò. Vừa thấy tôi, sư liền mời tôi ngồi cạnh. Tôi từ chối mãi không được, bèn ngồi xuống nền đất cạnh thầy. Theo phong tục đương địa thì người tại gia không được ngồi ngang hàng với người xuất gia. Cháu ngoại Tam Đan vừa mang đến cho tôi một bát ê hề thức ăn. Lúc này Tam Đan giới thiệu tôi cùng với mọi người. Rất nhiều tu sĩ khen tôi có lòng thành đến tạng cầu pháp, công đức rất lớn. Mặc dù khi họ nói tôi nghe không hiểu, nhưng vẫn có thể đoán sơ đại ý. Tôi nghe họ khen chỉ biết lễ phép cúi đầu, mặt và tai nóng bừng vì xấu hổ. Mấy tiếng đồng hồ sau, các tu sĩ dần dần rời đi. Tam Đan bèn dẫn hết người thân, bao gồm cha mẹ, chị em đang làm việc trong bếp, ra giới thiệu với tôi. Lúc tôi vừa nhìn thấy em gái út Tam Đan thì bỗng có cảm giác kỳ lạ, như có luồng điện chạy qua. Điều này bao năm rồi chưa từng có. Lúc đó tôi hơi bất tự chủ, khiến tách trà đang cầm trên tay rơi xuống. Đồng thời tôi phát hiện mắt của út kia cũng lộ vẻ kinh ngạc và rực sáng, hình như cô cũng có cảm giác giống hệt như tôi. Sau đó tôi được biết cô tên Bác Muội. Tôi dùng quá danh. Chưa đến 20 tuổi là con gái út trong nhà. Do người Tạng mùa hạ sống đời du mục, còn mùa đông thì về ở cố định một nơi. Vì vậy trong tự viện muốn tổ chức các buổi giảng kinh hay pháp sự trọng đại thì đều tiến hành vào mùa đông. Vào mùa đông, Bác Muội cũng thường đến chùa để tụng kinh. Tam Đan kể Bác Muội sức khỏe kém nên nhờ tôi mua giúp em vài thang thuốc. Do người Tạng không biết chữ Hán nên thường bị gạt hay mua nhầm thuốc giả. Tôi liền nhắn gia đình gửi thuốc đến. Nào về Bác Muội sau khi uống xong, sức khỏe dần hồi phục. Do vậy cô rất cảm kích tôi, thường dốc sức giúp tôi vài chuyện nhỏ rất cần và tiện lợi cho chúng tôi. Mỗi lần tôi và Tam Đan học tập, cô thường đứng ở ngoài phòng lắng nghe. Phụ nữ Tạng nếu không có chuyện đặc biệt thì không được phép tùy tiện vào phòng các tăng sĩ. Có lúc cô đem trà sữa cho chúng tôi, khi thì thúc chúng tôi ăn cơm. Hơn nữa mọi phương diện cô đối với tôi đều lộ vẻ ưu ái, chăm lo đặc biệt. Tôi rất mong Tam Đan nhận ra điểm này để ngăn lại bớt. Nhưng có lẽ người Tạng không có khái niệm gì về mấy cái chuyện này trong đầu, nên mãi đến sau khi Bác Muội du quy rồi thì mọi việc mới kết thúc. Đối với Bác Muội, tôi luôn có cảm giác mình khống chế tình cảm rất khó. Thí như lúc tham gia pháp hội, dù ở giữa đám đông, tôi vẫn không kềm được, cứ dõi nhìn về hướng Bác Muội, cho dù rất khó trông rõ cô. Hơn nữa trong lòng tôi cũng khởi lên một cảm giác như có luồng điện chạy qua
mỗi khi tình cờ chạm phải mắt cô. Lúc đó tôi biết rất rõ, chuyện tình cảm giữa tôi và cô hoàn toàn không có hy vọng. Chẳng nói đến rào cản ngôn ngữ, tập quán, sinh hoạt, thói quen hay nếp sống không phù hợp, mà do mục đích tôi đến tạng là để học Phật. Nếu tôi để xảy ra chuyện thì khác nào đã làm trái với chí nguyện tu học của mình. Như vậy, tôi một bề không muốn có gì dương vấn tâm tư, nhưng mãi đến ngày giả biệt nhau, tôi mới hiểu tỏ tường nguyên nhân khởi niềm ái sâu đậm này. Qua Tết âm lịch tạng, hai vị thượng sư mời tôi theo họ về đất Hán phóng sinh. Trước khi đi, tôi tới nhà Tam đang từ biệt, bác Mùi cũng đang ở đó. Thế là hai anh em họ đồng tiễn tôi và thượng sư lên xe. Tôi nhìn thấy rõ bác Mùi rất buồn, cứ nhìn chăm chăm vào tôi. Bản thân tôi cũng không kềm được, cứ nhìn cô mãi. Ngay lúc xe chúng tôi khởi động, mắt bác Mùi bỗng rưng rưng đôi dòng lệ. Còn tôi thì nghe mũi mình cay cay, rồi nước mắt cũng trào ra, nhưng tôi đáng kềm chế. Trong lúc này, tôi đột nhiên nhớ lại lời tiên tri của một vị sư tạng và bỗng nhận ra bác Mùi chính là em gái tiền kiếp của tôi. Khi hiểu rõ điều này thì tâm tôi liền an định và vô cùng hoan hỷ. Chuyện luân hồi thật quá kỳ diệu. Ngay khi cố nhân thình lình hiện ra trước mắt, bạn sẽ mất tự chủ và tâm tư bị chấn động. Sau đó bác Mùi được gả cho người thuộc một bộ tộc khác và tôi rất ít gặp cô. Có một lần vào Tết âm lịch, vợ chồng cô dẫn con gái đến chùa. Con bé trông khả ái, rất giống mẹ. Nhìn thấy cả gia đình cô hạnh phúc, tôi cũng vui lây, tự nhủ thầm: em gái của tôi ơi, tôi cầu mong em được mãi mãi hạnh phúc. Mùi mùi tiền kiếp tôi đã gặp rồi, thế thì ca ca tiền kiếp của tôi đang ở đâu? Tôi cũng đã nhận ra Tam Đan chính là ca ca tiền kiếp của tôi. A Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2009. 09 09 09 Hậu thân Lý Bạch. Ngày 28 tháng 9, nữ sĩ Hàn Minh, nhà thôi miên trứ danh từ New York đến Los Angeles để thuyết giảng, có mời tôi tham dự. Tôi nghĩ đây là hoạt động ý nghĩa, liền nhận lời đến phụ diễn thuyết. Chuyện thôi miên, tiền kiếp hậu kiếp, có lẽ bạn vừa nghe qua cảm thấy rất khó tin. Đây là việc bình thường, bởi vì hồi xưa tôi cũng vậy. Thế nên bây giờ khi nghe kể những câu chuyện mang đầy tính chất mơ hồ xa xôi này, mà nếu bạn bực bội không kềm được, muốn mắng tôi mấy câu thì cứ việc, còn như muốn cầm dao thì xin hãy lưu tình. Vì khi bạn muốn thể hiện sự bất mãn hay muốn trút cơn giận đang bộc phát thì tôi không thể phản đối, bởi chính tôi lần đầu tiếp xúc với thôi miên quả thật cũng rất khó mà tin, nên tôi thông cảm cho sự bất bình của tất cả. Trải qua kinh nghiệm thôi miên rồi, tôi nhận ra thiên hạ vốn một nhà và xúc động là bài thơ. Trải qua bao kiếp luân hồi, tử sinh sinh tử nhiều đời đến nay, đã làm dân tướng quyền đầy, từng vì cứu nước phơi thay chiến trường, mẹ cha huynh đệ khắp phương, cháu con tiếp nối chưa ngưng bao giờ. Nhìn quanh phát hiện một nhà, luân hồi nhiều kiếp, ruột rà quá xa. Ngẫm ra người cũng như ta, từng là quyến thuộc nên hòa với nhau, dù cho da có khác màu cũng đồng máu đỏ, tình thâm cao vời. Sống cần bác ái với đời, yêu thương chạy khắp, ban vui xóa buồn. Sau khi tôi tiếp nhận thôi miên, tận mắt chứng kiến bao cuộc luân hồi chuyển thế của mình rồi, thì quan niệm của tôi đã thay đổi hẳn. Hồi xưa tôi là người theo chủ nghĩa duy vật, đâu dễ dàng tán đồng chịu đi tuyên dương thuyết chuyển thế luân hồi. Nguyên nhân bắt nguồn từ đây: cô em từ trên trời rơi xuống. Tháng 9 năm 2006, một chiều nọ, tôi bỗng nhận được một cuộc điện thoại bên Đài Loan gọi qua, là của một nữ sĩ xa lạ chẳng hề quen, nhưng cùng trò chuyện với nhau rất lâu, rất nhiều. Mới đầu tôi ngạc nhiên hỏi: tại sao cô biết tôi? Cô nói cô thấy tôi trên Facebook, sau đó cô thường gọi điện
gửi bưu phẩm, tôi cũng lịch sự đáp lễ. Có lần cô nói, ông chắc chắn là người anh tiền kiếp của tôi. Mới đầu tôi hoàn toàn chẳng tin. Để thuyết phục, cô kể ra câu chuyện ly kỳ của mình và tặng tôi hai cuốn sách nói về kiếp trước đời này của các nhà thôi miên trứ danh Đài Loan. Cô tên Tiết Noãn Thù. Noãn Thù có nghĩa là ấm áp tốt đẹp. Từng qua Mỹ du học 8 năm, sau khi thành tài thì về Đài Loan. Tình cờ khi em trai cho cô xem phim Thái Bình Thiên Quốc thì không hiểu sao cô bật khóc thống thiết, lệ tuôn như mưa. Người nhà cảm thấy kinh ngạc nên không cho cô xem nữa, nhưng cô nhất định đòi xem, vừa coi vừa khóc mùi mẫn. Còn khi xem các tiết mục khác thì cô tỉnh bơ, tỏ ra rất bình thường. Gia đình cảm thấy quá lạ lùng, bèn dẫn cô đi khám thần kinh, nhưng bác sĩ nói cô tất cả đều ổn. Cuối cùng người thân nhớ đến thầy thôi miên, bèn dẫn cô tới một nhà thôi miên trứ danh. Sau khi tiến hành thôi miên cho cô liên tục nhiều lần thì kết quả đã khiến cô ngây người sửng sốt. Té ra kiếp trước cô là muội muội của Thái Bình Thiên Dương Hồng Tú Toàn. Trong kiếp đó cô tên Hồng Tuyên Kiều, làm nữ tướng thống lĩnh nữ binh. Trong cơn thôi miên, cô cũng nhìn thấy các thân nhân bằng hữu khác như Thiên Dương Hồng Tú Toàn, Càn Dương Hồng Nhân Can, Đông Dương Dương Tú Thanh, vân vân. Mới đầu cô đối với kết quả thôi miên cũng bán tính bán nghi. Vì muốn thấu triệt, cô buông bỏ diện thiết kế thời trang và tìm bán hàng đồ Nhật đang rất ăn khách của mình để chuyên tâm học tập nghiên cứu thôi miên và lấy được bằng thôi miên. Thông qua nhiều lần thôi miên, cô tiến một bước xa, thấu triệt tiền thế của mình và chắc chắn rằng đời trước mình chính là Hồng Tuyên Kiều. Trải qua một thời gian dài liên lạc, chúng tôi trở nên thân thiết. Vì muốn tôi biết rõ tiền thế của mình, cô gác lại bao việc bận rộn, bay từ Đài Loan đến Mỹ, ở tại Los Angeles 3 ngày, hỗ trợ tôi tiến hành cuộc thôi miên chuyên mục. Cô dùng kỹ thuật thôi miên siêu cấp của mình hướng dẫn tôi diễn du vào cõi tâm linh, lúc đến Triều Hán, khi về Triều Đường và đến Thái Bình Thiên Quốc, rồi về thời Dân Quốc. Đối với những người có liên quan tôi, cô còn cho tiến hành cuộc thôi miên giao thoa. Suốt 3 ngày diễn du vào cõi tâm linh đã khiến thế giới quan của tôi thay đổi triệt để. Đầu tháng 7 năm nay, Đảng Xã hội ở Âu Châu xem phỏng vấn và mời chúng tôi đến Hương Cảng dự hội tọa đàm. Đoàn chúng tôi gồm đại diện các hội viên đồng bay đến Hương Cảng. Tiết nữ sĩ Hay Tinh cũng đến Hương Cảng thôi miên cho chúng tôi, và đối với những người có liên quan cũng tổ chức tiến hành giao thoa thôi miên. Thông qua tôi và các giao thoa thôi miên của cô, chúng tôi đồng xác định tiền thế cô là Hồng Tuyên Kiều, còn tôi là Càn Dương Hồng Nhân Can. Thời này chúng tôi là anh em họ, còn vào thời Tây Hán trước đó thì hai chúng tôi từng là phu thê. Tôi là vua Tiểu Quốc Tây Dực, còn cô là Dương Phi Sương Cát. Thông qua mấy lần thôi miên, tôi nhìn thấu sâu xa và hiểu có tiền thế hậu thế thuộc quá khứ vị lai của bản thân mình và người, có tiểu sự gia đình và đại sự quốc gia. Phải nói là mọi việc khiến tôi kinh ngạc đến ngẩn ngơ sửng sốt. Mới đầu tôi không tiết lộ, vì hồi nhỏ ông ngoại tôi từng nói thiên cơ bất khả lầu, cho nên tôi đã thủ khẩu dư mình suốt một thời gian dài. Thế nhưng những gì nhìn thấy và biết rõ trong các cuộc thôi miên đã khai sáng cho tôi rất nhiều. Sự khai mở quan trọng nhất là tôi đã nhận ra thiên hạ vốn một nhà, mọi người đều có quan hệ thâm tình liên quan nhau, thế nên phải thương yêu và không được tương tranh, tương đấu, tương hại, tương lừa như hiện tại. Nhưng khi tôi nói ra thuyết này, có mấy ai chịu tin? Xem cấp thế nhân, vì không rõ tiền thế mình, cũng không rõ luân hồi chuyển thế của người, nên đã hành xử giống như kẻ mù. Họ không ngần ngại hại người, mà cũng không biết làm vậy chẳng khác nào hại mình. Điều này khiến tôi rất nóng ruột, xót xa. Do vậy mà lắm lúc tôi muốn đem những chuyện mình thấy trong cơn thôi miên kể hết ra để cảnh tỉnh thế nhân, nhưng tôi lại sợ.
nếu mình tiết lộ thiên cơ thì sẽ bị trừng tội và bị yểu mệnh. Tôi cũng sợ người sẽ mắng tôi đi, hoặc cho tôi là kẻ dối gạt. Tôi cũng sợ nếu mình sơ hở tiết lộ mọi chuyện, có thể trong giây phút thiếu kiểm soát sẽ vô tình làm hại, hoặc thành quỷ hoại, hay làm ô danh lịch đại tiền thế của mình. Tóm lại tôi rất sợ. Vì vậy mà tôi thường bị giằng co mâu thuẫn giữa tiết lộ và im lặng. Nhưng gần đây tôi nghĩ mình nên nói ra một ít, bởi vì có những chuyện nói ra sẽ giúp cảnh tỉnh thế nhân, khiến mọi người lưu tâm tích đức hành thiện, sống bác ái hòa bình, có tác dụng phi thường quan trọng. Nếu vì vậy mà bản thân mình phải bị trừng tội thì đành chấp nhận thôi. Nặng lắm thì bất quá chỉ chết một lần, mà hãy chết sớm thì chuyển thế sớm. Vì đời người ai cũng một lần chết, đâu có ai thoát. Thế nên dẫu có bị đoản mạng cũng không đáng sợ. Chúa vì cứu thế cam hy sinh thân bị treo trên thập tự giá. Bồ Tát Địa Tạng Vương vì cứu chúng sinh tình nguyện vào địa ngục. Vậy thì tôi cũng chẳng nên bò bò ích kỷ, cố giữ thân mình quá mức. Đương nhiên tôi nghĩ có một số chuyện liên quan đến người và chuyện vị lai thì tất nhiên tôi ít bàn sẽ tốt hơn. Tôi không ngại chi, quan trọng là phải tránh mang phiền phức đến cho người. Mặc dù có một số chuyện tiền thế bản thân trong lúc tôi được thôi miên đã có thu âm lại, mà nếu người nghe dễ tính không đòi bằng chứng chăng nữa thì tôi cũng không muốn tiết lộ ra. Trong cuộc thôi miên của tôi đã có mười mấy tiền thế, cũng giúp khai thị cho tôi rất nhiều. Thông qua đó tôi hiểu thấu nguyên nhân những dinh nhục trong các cuộc luân hồi sau này. Xin chia sẻ cùng bạn mấy điểm. 1. Thiên hạ một nhà. Như bản thân tôi tử sinh chuyển thế qua bao đời, mỗi đời đều có con cháu, mà mỗi đời tử tôn cũng đang chuyển thế. Dòng dõi hậu đại lưu truyền sinh sôi đông nhiều, nối tiếp đến hiện tại tính ra nhiều vô kể. Giữa các hậu đại còn có thông gia, thông hôn, tạo thành thân thích bằng hữu hiện diện khắp thiên hạ. Vậy mới nói thiên hạ vốn một nhà. Thế nên ta không thể hại người, lừa người, mà phải dùng thiện lương đối đãi trợ giúp nhau. Bởi vì bạn không hề biết người bạn hại hôm nay có thể quá khứ đã từng là thân nhân hay hậu duệ của bạn, cũng có thể là phụ mẫu, huynh đệ, phu thê, con cái bạn trong một tiền kiếp nào đó. Tôi nhận ra thiên hạ một nhà nên sống cần phải bác ái với thế nhân. Xin kể một tiền thế của tôi là tướng quân Lý Quảng thời Tây Hán để làm bằng chứng. Lý Quảng có rất nhiều con cháu nổi danh, như con trai Lý Cảm, cháu Lý Lăng, hậu đại Lý Cảo, Lý Nguyên, Lý Thế Dân, tức Đường Thái Tông, Lý Bạch. Tính số con cháu sinh sôi đến hiện tại ít nhất cũng hơn mấy trăm vạn. Nếu tôi không cẩn thận gây thương hại những người này, há chẳng phải là tôi đang làm hại hậu duệ của chính mình hay sao? Còn nếu đem những hậu duệ chuyển thế của tôi mà tính thêm thì con số sẽ rất nhiều. Thật là tính không xuể. Nó không chừng ngồi tại dưới tòa này cũng có hậu duệ một tiền kiếp nào đó của tôi nữa. Chưa kể là trong chuỗi chuyển thế đó đều có ông bà cha mẹ, thê tử, con cái và lịch đại ông bà cha mẹ, phụ mẫu, thê tử, con cái đã chuyển thế đến hiện tại. Có thể họ xa tận chân trời hoặc gần ngay trước mắt. Tôi trong lúc thôi miên đã nhìn ra những ông bà cha mẹ, thê tử các đời trước của mình. Có người đến đời này tôi vẫn còn nhận ra, cũng có người do họ chẳng biết tôi, hay do bởi địa vị bị chênh lệch khác xa nhau quá, nên dẫu tôi có muốn nhận họ đi nữa thì rất sợ đem đến bất tiện cho họ, nên tôi chỉ đành giữ im lặng, thầm cầu phúc cho họ âm thầm mà thôi. 2. Nhân quả báo ứng. Trong lúc thôi miên tôi nhìn thấy nhiều chuyện vận hành đúng theo nhân quả đến chấn động tâm tư. Xin nêu hai chuyện. 1. Mọi người đều biết Lý Quảng vì chống hung nô xâm phạm đã chém giết giặc nhiều, công trạng rất lớn. Thế nhưng điều đáng tiếc nhất của ông là không được phong hầu. Sau khi ông chết rồi thì chuyển sinh làm một vị quốc vương bên Tây Vực. Lúc hơn 30 tuổi, giặc hung nô qua xâm phạm và nguyên số hung nô đã bị ông giết chết. Trong lúc truy kích, ông bị đại đội hung nô bao vây và cho xạ tiễn bốn bề,
khiến chiến mã ông bị thương. Ông liền xuống ngựa, múa gươm, gạt tiễn, cuối cùng sức lực cạn kiệt, bị trúng tên mà chết, bỏ lại Dương Phi xinh đẹp và đứa con trai mới 6 tuổi. Xin hãy xem Lý Quảng công lao đáng được phong hậu mà không phong, thì qua đời sau, ông xin làm quốc vương, tiếp tục hưởng vị trí đáng được phong vương đó. Đây chính là bù đắp cho thiệt thòi tiền thế. Nhưng do Lý Quảng tạo ác nghiệp sát nặng, bắn giết quá nhiều hung nô, nên đời sau phải bị hung nô bao vây xạ tiện tới chết, trả lại nợ tiền thế. Đây gọi là báo ứng nhân quả. Thí dụ tiếp theo là Tào Tiết và Khương Duy. Vào cuối thời Đông Hán, tôi từng xin làm hoàng quan Tào Tiết. Lúc đó ngoại thích, bà có bên ngoại vua là đại tướng quân Đầu Hiến và thừa tướng Trần Phi, có ý muốn tiêu diệt hoàng quan Tào Tiết. Tào biết được, vội ra tay giết chết Đậu Hiến và Trần Phiệt. Sau khi Tào Tiết chết rồi thì xin làm Khương Duy làm thống soái nước Thục. Khương Duy muốn quản chế quản quan Hoàng Hạo, nhưng nhiều lần bị Hoàng Hạo quấy phá. Kết quả Khương nếm đủ mùi thống khổ, thất bại đến dòng thân. Đây gọi là báo ứng. Bởi vì lúc làm hoàng quan tôi đã giết đại tướng quân, nên khi tôi làm đại tướng quân thì bị hoàng quan giết lại, xem ra rất công bình. 3. Chớ giết người. Trong lúc thôi miên, tôi đã thấy và nhận ra tên Đao Phủ giết chết Hồng Dân Can là tôi trong tiền kiếp. Qua đời này y rất thân với tôi. Mặc dù về lý trí tôi rất muốn tha thứ cho y, nhưng theo bản năng tự phát, tận đáy lòng tôi đối với y là vô cùng không ưa. Tôi cũng nhìn thấy người bị tôi giết chết trong đời trước, như Khương Duy chết rồi tái sinh làm tướng quân triều Tấn. Tại chiến trường, ông dùng trường thương đâm chết vị nguyên soái của giặc. Vị tướng giặc này, trong lúc thôi miên tôi chưa nhận ra, chỉ có cảm giác là hình như mình có quen biết y. Một lần nọ, tôi cùng một người bạn ngồi trò chuyện. Đang lúc cao hứng, anh bạn đột nhiên trợn mắt nhìn tôi giải thích. Lúc đó tôi kinh ngạc đến ngây người, vì đã nhận ra đây há chẳng phải là vị nguyên soái từng bị tôi giết chết vào triều Tấn hay sao? Có khác chăng là ông tướng kia có hàm râu quai nón to rậm, còn anh bạn tôi hiện thời râu cạo sạch sẽ. Nhưng đôi mắt ấy của anh chính là tia nhìn của vị tướng địch của xưa. Từ đó về sau, mỗi lần nghĩ đến anh bạn này, trong lòng tôi rất buồn rầu, tự cảm thấy mình quá có lỗi với anh ta. Qua đây tôi rút ra một điều: bất kể gặp sự tình gì, đều không nên giết người. Bởi chết rồi không phải là kết thúc, vì hồn linh vẫn tồn tại và tiếp tục chuyển thế. Tất nhiên kẻ bị hại sẽ tìm bạn tính sổ, điều này rất đáng sợ. Một đời này của tôi từ nhỏ đã nếm rất nhiều đau khổ. Tôi nghĩ đây là do trong các đời trước tôi đã sát sinh quá nhiều, nên luôn bị ác báo. Chẳng hạn như khi tôi xin làm Lý Quảng, Tào Tiết, Khương Duy, đại tướng quân Từ Đạt khai quốc Minh Triệu, thừa tướng Trương Cơ Chánh nhà Minh làm Càn Dương Hồng Dân Can, làm Ngọc Soái Ngô Bộ Phụ thời Dân Quốc, tôi đều đã giết rất nhiều người. Vì vậy mà đời này phải thọ khổ liên miên. Phật giáo giảng có luân hồi, khuyên người quản kết thiện duyên là rất đúng. Cơ Đốc giáo tin linh hồn vĩnh sinh, khuyên người thương yêu nhau cũng rất đúng. Những tín ngưỡng khác cũng vậy, chỉ cần khuyên người hướng thiện đều là chính xác. Quá trình chuyển thế luân hồi bao đời của tôi đã chứng minh, nhục thể có thể thay tới đổi lui, nhưng hồn phách luôn vĩnh sinh trong bao cuộc luân hồi chuyển thế. Tôi rất muốn đem chuyện mình đã thấy, biết, chia sẻ. Hy vọng mọi người thu được lợi ích dứt ác hành thiện. Những chuyện thú vị tôi đã chứng kiến. Trong lúc thôi miên, tôi nhìn thấy rất nhiều chuyện thú vị, xin kể ra vài chuyện góp vui cho mọi người. Đương nhiên là để chúng ta cười chút cho vui thôi, chứ chẳng nên chấp chặt vào đó các bạn nhé. Tôi thấy giữa Lý Bạch và Dương Quý Phi rất trong sáng. Họ không có lên giường như vài vị biên sử đơm đặc. Có điều Dương Quý Phi là một nữ nhân cao lớn đầy đặn, dung mạo bà không kiều mị tuyệt trần, giống như trong sử mô tả đâu nhé. So với cung nữ bình thường thì bà cao hơn họ cái đầu, nhìn giống như con hạc giữa bầy gà.
bà rất kính phục Lý Bạch, và giữa hai người tuyệt không hề có quan hệ tình dục như trong các sách theo dệt ghi kể. Do Tiết Mùi đã từng đọc qua các sách này nên trong lúc thôi miên cho tôi, vừa nghe tôi xưng mình là Lý Bạch thì cô ấy muốn kiểm chứng ngay những gì từng đọc qua, nên đã chất vấn tôi: "Anh thấy Dung Quý Phi chăng?" "Thấy rất rõ." "Bà ấy có thích anh không?" "Thích." "Bà ấy đối với tôi rất tôn kính." "Thế anh có thích bà ấy chăng?" "Thích, nhưng không biểu lộ ra." "Giữa hai người có quan hệ gì đặc biệt chăng?" "Không có. Mỗi lần bà đến gặp tôi đều dẫn theo hai cung nữ. Giữa tôi và bà rất trong sạch. Tôi còn nhìn thấy thê tử hiện đời của mình, vào thời Thái Bình Thiên Quốc, nàng cũng là vợ Hồng Nhân Can, tiền thân tôi. Ngay lúc tôi lâm vào cảnh binh bại, nàng đã đập đầu vào tường tự sát. Con trai chúng tôi lúc đó chưa đầy tuổi, cũng được cung nữ ẵm đi nhảy giếng tự tử. Trong lúc thôi miên, tôi nhìn thấy thảm cảnh vợ mình đập đầu vào tường chết. Khi đó thân tôi tuy đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, nhưng tôi đã gào thét và khóc rất to, làm cho Tiết Mùi cũng bị cảm động khóc theo, không thể hỏi tôi tiếp tục. Do tôi cứ khóc lớn không nín, khiến vợ tôi ngồi bên cạnh rất lo sợ. Nàng sợ tôi khóc to quá sẽ làm kinh động, khiến cảnh sát tìm tới. May mà Tiết Mùi đã kịp tỉnh và tiếp tục truy hỏi, lái sang hướng khác. Nhờ vậy tôi mới ngừng khóc. Tỉnh dậy rồi, tôi và Tiết Mùi giải thích lý do vì sao tôi khóc cho vợ tôi nghe. Nàng rất cảm động. Từ đó quan hệ giữa chúng tôi càng tốt hơn xưa. Lúc mới trải qua quá trình thôi miên, tôi cảm thấy rất kỳ quái. Suốt một thời gian dài tôi bị ám ảnh đến không muốn làm gì. Có lúc tôi rất muốn đến các chỗ trải qua nhiều đời sinh tử của mình để thám thính, cũng rất muốn biết các đời hậu duệ của mình, bao gồm cả thê tử, cha mẹ, huynh đệ. Tôi cũng rất muốn liên lạc họ, nhưng lại ngại. Trong thời gian dài bị mâu thuẫn giằng co, gần đây tôi đã ổn định lại, vì tôi đã minh bạch. Tiền thế là tiền thế, đời nay là đời nay, vậy thôi. Biết quá khứ là để rút kinh nghiệm mà sống tốt hơn cho kiếp hiện tại, chứ không phải để ôn phiền không đâu gì đó. Nếu như các sử học gia đối với các tiền thế của tôi cảm thấy hứng thú, thì tôi có thể phối hợp cùng họ mô tả tỉ mỉ các đời. Tôi đã nhìn thấy Dương Cung nơi Tiểu Quốc Tây Dực, mái tròn đỉnh bằng có nhiều cột trụ rất độc đáo. Tôi chưa từng nhìn qua ngôi kiến trúc nào tuyệt mỹ như vậy. Tôi còn nhìn thấy rất nhiều chi tiết tuyệt vời mà trong sử không ghi. Có rất nhiều điều cực kỳ giá trị, tôi muốn đem tất cả viết ra thành sách, tiếc là không có thời gian. Thôi, để sao vậy? Nếu có ai hoài nghi tính trung thực tôi kể, tôi tình nguyện tiếp nhận chính quyền kiểm nghiệm, đo lường, giám định. Mức độ oan ngôn, nếu như tôi nói dối, xin chấp nhận bị trừng phạt. Rất mong những gì tôi kể ra sẽ đem lại ích lợi cho bạn đọc. Siêu độ ông ngoại. Năm 2011 là thời điểm cuộc sống của tôi cực kỳ xuống dốc, sức khỏe cũng không tốt. Vì vậy, tôi bèn lên mạng tra tìm phương pháp thay đổi mệnh vận, thì tình cờ gặp trang web chuyên tu kinh địa tạng. Trưởng đoàn biết tôi là kẻ sơ cơ mới nghiên cứu giáo lý Phật, chưa có kinh sách gì, bèn gửi tặng tôi kinh Địa Tạng, kinh Kim Cang, kinh Dược Sư và một số sách nhân quả thiện thư. Tôi là sinh viên đại học, đã nhiều năm hấp thụ nền giáo dục hướng theo chủ nghĩa duy vật. Thế nên vừa đọc vài trang kinh Địa Tạng thì đã cảm thấy nội dung trong đó giống như chuyện thần thoại Quang Đường, nên không thèm đọc nữa. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc sơ qua với Phật giáo. Tiết Thanh Minh năm nọ, tôi không về nhà bà ngoại để tảo mộ cho ông ngoại. Mấy ngày sau, tôi mộng thấy ông ngoại. Trông ông có vẻ suy sụp và đang ở một vùng tối tăm. Ông tuyệt vọng hỏi tôi: "Vì sao lâu rồi cháu không đến thăm ông?" Thức dậy, tôi rất buồn. Thời điểm tôi chào đời, bà nội lần đầu gặp vừa nhận ra tôi là con gái, thì kể từ đó về sau bà chẳng thèm lý đến tôi nữa. Mẹ tôi do vậy cũng nếm đủ mùi lạnh nhạt rẻ rúng từ bên chồng.
Do đó, mẹ cứ băn khoăn với ý nghĩ, liệu có nên đem tôi cho nhà khác nuôi hay không? Ông ngoại tôi biết được, bèn khuyên răn mẹ tôi. Sau đó, bà đem tôi về nhà chồng bà ngoại nuôi dưỡng. Nhờ vậy mà tôi thoát cảnh bị đem cho nhà người, nên tôi rất mang ơn ông ngoại. Tôi ở nhà ngoại được một năm thì ông ngoại tạ thế. Lần này đột nhiên mơ thấy ông ngoại, tôi cảm thấy rất bất ngờ và buồn. Hai ngày sau, tôi xin phép nghỉ về thăm bà ngoại, kể cho bà nghe chuyện nằm mơ. Tại quê tôi có một thuyết là nếu mộng thấy người quá cố thì vận khí sẽ không may, nên bà ngoại lo lắng, bảo tôi mua mấy ký thịt heo đem về cúng tế ông ngoại. Bây giờ nhớ lại, thấy lúc đó sao mà mình ngu si quá cỡ. Do cậu tôi gần 40 tuổi mà chưa cưới được vợ, nên điều này trở thành nỗi lo dây dứt của bà ngoại và các chị em cậu. Vì vậy mà hễ nghe đồn ở đâu có thầy bà nào linh thì họ vội đến hỏi về tương lai hôn sự của cậu. Có lần dì tôi hỏi một bà thầy, tại sao ông ngoại chẳng chịu chúc phúc cho con trai? Bà này xem một hồi thì nói, ông ngoại cô hiện đang ở một nơi tối tăm không có ánh mặt trời, xung quanh toàn là nước, lại bị hai con mãng xà quản thúc. Bản thân ông còn khó bảo trọng, nói gì đến chuyện giúp người thân. Thế là các dì tôi bèn thỉnh bà thầy làm phép cho giết một con gà, một con vịt, một con dê để cúng tế ông ngoại. Bây giờ nhớ lại tôi càng đau lòng, vì hồi đó ngu si không hiểu Phật Pháp nên cứ tưởng làm vậy là giúp ông ngoại, nào ngờ càng hại ông khổ thêm. Bởi trong kinh Địa Tạng có nói, người thân sát sinh giết hại để cúng tế cho người mất, tuy không có công đức gì, không có lợi gì cho người mất, mà càng tăng thêm tội nặng cho mình và người mất. Tôi hồi đó liên tục chìm trong mê muội, tiếp theo còn làm thử rất nhiều phương pháp mà vẫn thấy mệnh vận cứ xui xẻo. Cho đến cuối năm 2012, tôi tình cờ gia nhập đoàn Tâm Thượng Liên Hoa, sau khi học Phật mới bắt đầu hiểu ra. Lúc đó tôi chỉ nghĩ học Phật là phép thử cuối cùng, xem như mình vớ được cọng rơm cứu mạng vậy thôi. Thế nên hễ nghe các pháp hữu nói có pháp môn nào tốt thì tôi liền tìm đọc và tu theo pháp đó. Năm 2013, nghe tin sư tỷ Bất Ngữ đến chùa Đông Lâm làm công quả, tôi liền nhờ chị làm giúp mấy linh dị cầu siêu. Do lúc đó tôi chẳng biết tên ông ngoại mà cũng không dám về nhà hỏi, sợ gia đình biết tôi học Phật thì sẽ cười chê. Nên trên bài vị tôi chỉ ghi là ông ngoại của Trần Minh Anh. Sau khi học Phật, hiểu biết chút ít, nghĩ tới lời bà thầy nói ngày xưa, tôi rất đau lòng cho ông ngoại. Vì vậy mà bất kể tụng kinh, chú hay làm việc phúc thiện gì, tôi đều hồi hướng hết cho ông ngoại. Lúc đó tuy tôi chẳng biết tên ông, nhưng tôi nghĩ chư Phật Bồ Tát từ bi ắt sẽ biết hết, nên ông ngoại tôi chắc chắn là sẽ được lợi ích. Tiết Thanh Minh năm 2014, đoàn Liên Hoa tổ chức pháp hội tụng 7 bộ kinh Địa Tạng để cầu siêu cho tổ tiên. Tôi vốn là người có tính nôn nóng, thuở giờ luôn cảm thấy kinh Địa Tạng quá dài, ít khi chịu tụng. Nhưng nghe mọi người nói kinh này có công năng siêu độ thân nhân đã mất rất hay, nên cũng chịu khó theo đoàn trì tụng 7 bộ. Lúc đó Liễu sư tỷ nói, nếu ở trước mộ cúng tế tức chay đơn giản, tụng thí thực và chú giảng sinh thì có thể làm lợi ích nhiều cho người mất. Vì vậy mà buổi tối trước tiết Thanh Minh, tôi ráng học thuộc chú giảng sinh. Sáng ra lúc đi tảo mộ dâng lễ, tôi cúng thí thực, trì chú lục tự đại minh và tụng 7 lần chú giảng sinh hồi hướng cho ông ngoại và cửu huyền thất tổ. Vào khoảng tháng 5, một đêm nọ tôi mộng thấy ông ngoại. Ông không nói gì với tôi, chỉ dùng bút sách viết ra tên ông. Sáng hôm sau tôi về thăm bà ngoại, hỏi bà có phải ông ngoại tên là Tô Tuấn Ân không. Bà ngạc nhiên hỏi, làm sao mà con biết được?
Lúc đó tôi rất xúc động. Như vậy đúng thật là ông ngoại báo mộng cho tôi rồi. Tôi lại hỏi, có phải ông ngoại dáng người vừa tầm, cao khoảng 1m65, xương gò má khơi cao, ưa mặc bộ đồ lãnh tụ màu xám tro, túi bên tả thường dắt một cây bút sắt phải không? Bà ngoại đáp, đúng vậy. Tôi vô cùng kinh ngạc. Phải biết là khi tôi 1 tuổi thì ông ngoại lìa đời, nên tôi hoàn toàn không rõ dốc dáng ông. Nhưng hình ảnh này tôi thấy ông trong mộng, sau khi đem ra hỏi bà thì hoàn toàn phù hợp. Lúc đó bà ngoại còn lẩm bẩm, cái ông già này mắc chứng gì mà về quấy rối con nhỏ kia chứ. Biết được tên ông ngoại rồi, tôi bèn nhờ chị Bất Ngữ và chị Tiểu Đào giúp tôi làm ninh vị cho ông. Lúc tôi đến Nam Sơn Tự tham dự Phật thất, cũng trịnh trọng làm bài vị giảng sinh cho ông ngoại. Suốt 1 năm này, nhà tôi tham dự đoàn Liên Hoa học Phật nên đã hiểu rất nhiều. Dần dần, đối với chú Đại Bi sinh khởi tính tâm, tôi bắt đầu trì tụng chú Đại Bi. Vì nghe nói, mỗi ngày trì 108 lần cộng thêm 3 biến tâm kinh có thể siêu độ cho người mất rất vi diệu. Từ đó về sau, tôi chuyên trì chú Đại Bi và tụng tâm kinh để hồi hướng cho ông ngoại. Trong thời gian đó, tôi còn bỏ ra mấy ngàn để phóng sinh cúng thí thực cho ông. Có lần còn ấn tống kinh Địa Tạng để cầu cho ông. Tháng 10, tôi đi Nam Sơn Tự về rồi, thì lại mơ thấy ông ngoại. Ông không còn vẻ buồn bã suy sụp như trước đây nữa, mà ăn mặc rất đẹp, trang nghiêm, dung nhan sáng rỡ. Ông nhìn tôi mỉm cười sung sướng. Từ đó về sau, tôi không còn mơ thấy ông ngoại nữa. Tôi biết ông đã giảng sinh cõi lành rồi. Trần Minh Anh. Lời người dịch. Ngài Hư Vân là một vị thánh tăng ngôn hành cao khiết. Cuộc đời Ngài có rất nhiều điều thần bí. Khi Ngài giếng núi Kê Túc thì chuông mõ tự ngân, lên chùa Cao Đảnh thì lan tiên tỏa hương thơm ngào ngạt. Lúc giảng kinh thì cây khô sống lại mài trổ sen, rau cải trong vườn trổ sen, thậm chí tất cả nến thắp trong đạo tràng cũng nở hình sen. Cầu mưa được mưa, cầu tuyết được tuyết, toàn tính gì đều có thần ngầm phò trợ, giúp dời đá lấp sông, vân vân. Khi Ngài bắt buộc phải đốn cây cổ thụ thì cây đổ cũng lựa hướng bình an cho chùa. Lúc Nhật nhắm vào chùa Ngài dội bom thì bom lại rơi xuống chỗ vắng, không thiệt mạng ai, nhưng phi cơ Nhật tử nạn dở nát. Nhật sợ đến độ sau đó hễ có việc phải bay thì cũng đi đường vòng, chứ không dám bay ngang chùa Ngài. Công vật nào được Ngài quy y thì lập tức ăn chay, tánh hung dữ hiếu chiến bỗng chuyển thành hiền lành. Bò cũng tìm đến Ngài cầu cứu, hổ cũng biết tìm Ngài cầu giới, thọ thần Long Dương đều hóa hiện thân người tìm tới xin thọ giới. Thuở ban đầu, vào năm 43 tuổi, Ngài phát tâm triều lễ núi Ngũ Đài, 3 bước lại 1 lạy, lễ Đức Văn Thù suốt từ Nam đến Bắc để cầu báo ân cho mẹ, ngót 3 năm mới đến nơi. Điều đáng nói là giữa đường, Ngài bệnh nặng suýt chết, khiến Bồ Tát Văn Thù chịu hết nổi, phải xuống trần dưới thân phận gã ăn mày để cứu nguy, gánh đồ, nấu nướng, phụ việc cho Ngài. Dưới đây là một giai thoại ly kỳ về việc triều sơn của Ngài. Lúc này có lẽ Ngài gần 100 tuổi, do đệ tử Ngài kể lại mà tôi may mắn được đọc đến. Xin chia sẻ phúc duyên này cùng độc giả. Những lần triều sơn cùng Ngài Khư Vân. Hôm nọ, tại núi Nhạn Xí thuộc Xuyên Bắc, chúng tôi gặp một bầy khỉ. Chẳng biết chúng phát thiện tâm hay có tính hiếu kỳ, mà có mấy con leo lên cây hái quả ném xuống, còn hướng về chúng tôi kêu chí chóe. Khi chúng tôi tiến đến lượm trái cây thì thấy một con khỉ rất to, giống như khỉ chúa, vừa kêu vừa đưa tay ngoắt ra giống với chúng tôi. Ngài Khư Vân giải thích, con xem, nó muốn chúng ta căng bao ra hướng đấy. Chúng tôi vội mở bao ra, bầy khỉ ở trên cây liền hái quả ném xuống. Chúng hái lựa toàn quả ngon. Khi chúng tôi ăn trái cây, chúng ở trên cây nhìn xuống kêu vang,
lộ vẻ rất vui sướng. Hòa thượng Khư Vân nói, thật dễ thương quá. Nhưng chuyện này chưa phải là lạ, vì sau đó chúng tôi còn gặp mấy chuyện ly kỳ hơn trong suốt hành trình đi cùng Ngài Khư Vân. Cầu Bắc Qua Phật Thẩm. Một ngày nọ, chúng tôi đang đi trên núi Vĩnh Phong thì bị lạc lối cùng đường, vì phía trước là một vực thẳm rộng hơn 10 mét, nhìn xuống sâu hun hút không thấy đáy, xem như không thể nào đi qua bờ đối diện bên kia. Lúc này trời dần tối, hết cách xoay sở nên chúng tôi đành ngồi xuống tĩnh tọa, bắt đầu thời khóa tu, chuẩn bị qua đêm ở đây. Ngay lúc đó một trận cuồng phong nổi lên. Đến khi gió lặng thì bỗng thấy bờ bên kia núi xuất hiện một con mãng xà khổng lồ, bề ngang gần nửa thước, miệng há to như cái chậu. Sư phụ bảo tôi, Thánh An, chúng ta có thể đi qua vực thẳm được rồi. Lúc này tôi thấy con đại mãng xà, miệng há to, lưỡi lo le, mắt nhấp nháy, đầu hướng về chúng tôi gật gật. Tôi sợ rụng rời khi nghĩ đến cảnh nó sẽ ăn thịt mình. Tôi quay lại thưa với sư phụ, có phải ngài nói đùa với con không? Có chắc là nó sẽ không ăn thịt chúng ta chứ? Hòa thượng Hư Dân mỉm cười bảo, đừng sợ, đó là Bồ Tát sẽ nói đến giúp chúng ta. Sư phụ thấy tôi vẫn còn sợ, nghe bảo tôi nhắm mắt lại và nắm tay tôi dắt đi. Tôi hí mắt nhìn, thấy cảnh con đại mãng xà dương đầu qua vực thẳm, nằm mọc xuống giống như tư thế bắt cầu. Hòa thượng Hư Dân bước qua trước, tôi cũng nói gót theo sau, có cảm giác như đạp trên chiếc cầu to có độ đàn hồi vậy. Cuối cùng chúng tôi qua được bờ đối diện. Lúc này mới phát hiện con mãng xà này dài quá sức tưởng, vì tôi không nhìn thấy đuôi nó nằm ở đâu. Đi qua bờ sông rồi thì Hòa thượng Hư Vân liền ngồi xuống tụng kinh. Một trận gió nổi lên, khi chúng tôi mở mắt ra thì không thấy mãng xà đâu nữa. Tiếp tục đi khoảng chừng một dặm, tức khoảng một cây số, thì đến một thôn tên là Tây Tiêu Thôn. Có 80 hộ dân sống trong đây. Chúng tôi ngủ lại 3 ngày. Hơi ấm giữa rừng. Còn một lần nữa, khi chúng tôi đi vào vùng sơn lâm nguyên thủy, núi này có tên là Hổ Khâu Sơn, thì bỗng dưng khí trời thay đổi, gió bụi nổi lên mịt mù. Trời càng lúc càng tối, nơi đây phía trước không có thôn làng, phía sau chẳng có quán xá, chỉ có tiếng gió vụt vù. Một lát sau, mưa trút xuống ào ạt, bằng đá rơi đầy, một hồi sau mới tạnh. Cơn mưa lớn qua rồi, khắp nơi ẩm ướt, đường trơn trượt, trời mỗi lúc một tối, thế là chúng tôi đành trú ngụ tại đây. Tôi đi lấy nước, kiếm ít củi để nhóm lửa nấu nước. Do chúng tôi ai cũng mặc đơn sơ, lại bị một trận mưa to giáng xuống nên toàn thân đều ướt và lạnh. Tôi vừa nấu nước vừa thổi lửa thì bỗng nghe có tiếng hổ rống to. Chỉ nghe âm thanh chứ không nhìn thấy hổ. Nhưng một tiếng rống lên lại được mấy tiếng rống khác hòa đáp hưởng ứng theo. Có bộ không phải chỉ có một con hổ. Sư phụ thấy mặt mày tôi biến sắc liền nói, lại nha càng nữa rồi, số chúng ta chưa hết thì sẽ sống mà, nếu mạng tận thì mới làm thức ăn cho hổ. Con hãy tới gần đây nương vào ta nè, như vậy con sẽ không sợ nữa. Do chúng tôi quá ngọ không ăn, giờ đành uống nước nóng lót dạ và ngồi tựa vào nhau. Tôi khi đó còn nhỏ lắm, bởi đi đường quá mệt nên chốc lát là ngủ say. Đến nửa đêm tôi cảm thấy càng lúc càng ấm, vừa mở mắt ra thì ôi trời ơi, hiện có 6 con hổ bự đang vây quanh chúng tôi. Đã vậy Hòa thượng Hư Vân còn đưa tay vuốt về đầu con hổ chú to nhất nữa chứ. Lúc này đầu óc tôi thật sự hoang mang, vì không biết mình đang mơ hay là tỉnh. Lẽ nào tôi đang nhìn thấy cảnh hổ phục La Hán? Đã 3 lần tôi định đứng dậy nhưng sư phụ đều ngăn lại, không cho tôi đứng lên. Nghe bảo tôi hãy mau niệm kinh nhiếp tâm. Được một lát tôi lại thiếp đi. Trời sáng khi tôi thức dậy, sư phụ cười bảo, đêm qua con sợ lắm hả? Là sơn thần đến thăm đấy.
đón và đưa. Ở Ngũ Đài Sơn có một câu châm ngôn: Bồ Tát đối với người khẩu duyên thì xa tiếp 800, tiến đến ngàn dặm. Đương nhiên, chung quanh Ngũ Đài Sơn khoảng 800 dặm không hề có thổ phỉ. Hôm đó chúng tôi đang dừng nghỉ, đồng ngồi trò chuyện. Hòa Thượng Hư Vân giải thích cho tôi hiểu các chuyện đã xảy ra. Ngài nói: Khi đó chúng ta gặp không phải mãng xà đâu, mà chính là rồng. Còn khi ở trên núi, loài chúng ta gặp cũng không phải là hổ, mà là vương báo. Con xem, khi lên gần đến Ngũ Đài Sơn thì sẽ có người tiếp chúng ta. Hôm đó trời đầy sương, sư phụ hơi bị choáng đầu. Chúng tôi nghỉ một chút thì lại lên núi tiếp. Đi tới lưng chừng núi thì bỗng thấy phía trước sáng rực, giống như có ánh điện quang vậy. Hòa Thượng Hư Vân liền bảo chúng tôi hãy mau mau quỳ xuống đảnh lễ. Lúc này thấy trên sườn núi xuất hiện Bồ Tát Văn Thù, tay cầm phất trần phe phẩy, giống như muốn nói gì đó. Cảnh tượng này kéo dài 5 phút. Quả thực là Bồ Tát Văn Thù có hiện đón chúng tôi thiệt. Điều này khiến chúng tôi mừng vui, toàn thân như được tăng thêm sức mạnh. Cả ngày lội bộ ngót mấy cây số, bữa trưa không ăn mà giờ cũng không thấy đói. Đến tối chúng tôi mới tới chùa Hạ Phong và ngủ lại đây 2 ngày. Sau đó khi chúng tôi ra về, rời khỏi Ngũ Đài chừng khoảng 30 dặm thì thấy sườn núi bỗng dưng sáng rực ánh Phật quang. Có một lão thái thái từ trên đi xuống, từ xa đã nghe tiếng hỏi chúng tôi: Có mệt không? Lúc này đang là mùa thu, bà lão lấy từ trong giỏ ra mấy trái hạnh to tặng cho 4 người chúng tôi. Bà nói: Ăn trái thứ nhất thì không đói, ăn trái thứ hai thì không khát, ăn trái thứ ba thì khết mệt, ăn trái thứ tư thì toàn thân nhẹ nhàng, tâm tình thư thái. Tôi nhận quả hạnh xong, nhìn lại thì không thấy bà lão đâu nữa. Lúc này chúng tôi mới hiểu ra, đây nhất định là Bồ Tát Quan Thế Âm đã giúp chúng tôi. Bởi vì lúc đó là tiết thu, mùa thu thì làm sao có trái hạnh. Nhưng trong tay chúng tôi rõ ràng đang có trái hạnh. Trái hạnh này ăn xong rồi, đúng là mấy ngày không thấy khát, cũng chẳng thấy đói, tinh thần cực kỳ tốt. Đây là những kỷ niệm hy hữu khó quên trong những lần chúng tôi triều sơn cùng Hòa Thượng Hư Vân.